Thì bài bữa nay là bài 3, hướng dẫn cách quản lý đơn hàng đa kênh, dữ liệu khách hàng và đọc phân tích báo cáo của sale. Vậy thì chúng ta bắt đầu luôn ha. Rồi mình đến với bài 3 các bạn. Hôm qua là các bạn là làm với cô Ly là bài 2, còn bài 1 là cái bài overview ha. Thì bài bữa nay là bài 3, hướng dẫn cách quản lý đơn hàng đa kênh, dữ liệu khách hàng và đọc phân tích báo cáo Go Sale ha. Rồi mình đi vào hệ thống luôn nha mọi người ha. Quên, mình là Chi, mình đến từ phòng đào tạo của công ty MiraStep. Rồi, chào các bạn nha. Rồi. Ok, đây là cái list ngày hôm nay. Buổi sáng hôm nay thì chị sẽ làm cho các bạn nha. Mình đi trước mắt là mình sẽ đi về đơn hàng trước cái đã. Đúng không ạ? Mình đi đơn hàng trước đi, một lát nữa mình vòng lại mình quản lý khách hàng, bởi vì phải có đơn hàng trước thì mình mới quản lý với khách hàng sau thì nó hợp lý hơn nha. Rồi. Trước hết chị đi về GoChat, quản lý đơn hàng trên GoChat. Rồi. Bạn xem ha. Ở trên hệ thống của mình GoChat nó sẽ là cái dòng thứ ba. Sau cái ví Go là GoChat. Được không ạ? Rồi. Các bạn mở GoChat ra, bạn sẽ thấy được là nó phân ra làm ba nhánh. Một là Facebook, tiếp đến là Zalo, tiếp đến là SMS. Rồi, trong Facebook có gì? Có hội thoại, cấu hình automation, postcard. Trong Zalo có gì? Ha, cũng có hội thoại, đúng không? Thì cái Zalo này á là Zalo OA, bắt buộc nhãn hàng của mình á, khi mà mua gói, gọi là có cái sở hữu cái gói social này á, là họ phải có Zalo OA thì chúng ta mới kết nối vào trong đây được nha. Và hiện tại social đang cho phép kết nối một Zalo OA, trong tương lai sẽ cho phép kết nối thêm nhiều OA khác nữa, đúng không? Bạn nhớ thông tin đó nghe, đã có kế hoạch để làm cái vấn đề này rồi. Rồi, hội thoại nè, chiến dịch ở đây là chiến dịch gì, lát nữa chị đi sâu vào nghe. Mẫu tin nhắn đó. Rồi, SMS. SMS là cái hình thức mà gửi những cái chiến dịch tin nhắn tới số điện thoại của khách hàng. Ngày xưa thì mình thấy cái dạng này rất là chuộng, đúng không các bạn? Thì trong hệ thống của chúng ta cũng cho phép tích hợp những cái chiến dịch SMS vào đây để cho khách hàng tự do gửi chiến dịch tới tay người dùng của họ. Đây. Rồi, vòng lại ha. Facebook này. Đối với anh Facebook rồi các bạn, thì hiện tại hệ thống đang cho phép kết nối 500 fanpage. Ha, được phép kết nối 500 fanpage. 1 2 3 4 thiếu một trang. Để chị lấy cái tài khoản cửa hàng của team chị luôn cho nó dễ. Rồi, 1 2 3 4 5 ha. Đó, 5 trang là hết rồi, không cho kết nối thêm. Được các bạn. Rồi, khi các bạn vô hộp thoại này. Rồi các bạn sẽ được tự do lựa chọn cái bay mà bạn muốn tương tác với nó, hoặc là nó sẽ có một cái tin nhắn gọi là cái notty á, nó sẽ hiện cái thông báo ở đây để mà mình biết được là cái pay nào nó đang có người nhắn tin tới ha. Quản lý rất là đơn giản. Đây, mình chỉ cần chọn và chuyển đổi qua thôi. Thì cái việc mà khi kết hợp với lại cái social Facebook vào trong cái hệ thống GoSale của bên mình á, thì dễ dàng tiện lợi hơn cho khách ở chỗ là chúng ta không cần phải đăng nhập nhiều pay. Các bạn có biết là Facebook á, thì mình đăng nhập vào một cái trang pay nào đó rồi ha, thì bạn mở qua tab khác á, nó sẽ dính luôn nha. Nó không có gọi là chia tab ra, hiểu cái gì không ha? Nếu bạn muốn mở nhiều Facebook trên một cái desktop như thế này, bạn phải mở trình duyệt ẩn danh, phải không? Phải mở được trình duyệt ẩn danh ra thì chúng ta mới mở ra được nhiều cái tài khoản Facebook. Đó là cái hạn chế của anh Facebook ha. Rồi, trong khi đó mình kết nối vào trong hệ thống GoSale thì giúp mình quản lý được các cửa hàng, những cái tin nhắn nhắn của khách hàng đến một cách nhanh chóng này. Rồi, kết nối lại ha. Rồi bây giờ chị lấy ví dụ như chị đang đứng ở cái cửa hàng bánh năng lượng.
Rồi. À, có chị Thục Tâm đang nhắn tin là 16 giờ trước nè. Hello shop, mua hàng sao shop. Rồi, vậy thì bây giờ cái người mà nhân viên trực cái ca này đi ha, một bạn là nhân viên tư vấn, bạn ôm cái pay này đó để bạn chăm sóc khách hàng á. Thì bây giờ bạn sẽ giao tiếp lại với khách hàng. Chat ở đây nha các bạn nha. Enter. Ha, giao tiếp lại với khách hàng rất là đơn giản. Được không ạ? Rồi, hai bên chat qua chat lại. Khách hàng chốt một cái món hàng nào đó. Ha, Trương Quỳnh Nhi nè, đang là người chăm sóc khách hàng này. Hoặc là chị đổi lại nha, chị đổi lại. Ví dụ chị không phải trên tên Trương Huỳnh Nhi. Chi. Được chưa? Chi Chi. Đấy. Thì á, sau khi mà bạn tạo một cái đơn này xong thì các bạn Chi Chi này nè, bạn được áp vào cái đơn này. À, coi như là đây là cái người đã chốt đơn thành công được cho khách hàng. Như các bạn, đây là cái cách để chúng ta phân biệt ra nhân viên ai chốt sale tốt, ai không chốt sale không tốt. Bởi vì sau này chúng ta có một cái phần phân tích báo cáo doanh thu. À, đó, buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ học luôn. Đó, để cho biết là bạn nào là đang dẫn đầu về mặt doanh số. Rồi, bạn tạo đơn hàng nha. Bấm vào nút tạo đơn hàng. Xong, bạn tìm theo tên sản phẩm. Hôm qua chị Ly có nói về cái khoản này cho các bạn, đó là đồng bộ sản phẩm. Ha, thì đối với social và POS nó sẽ đồng bộ về mặt đây, sản phẩm cho khách hàng, số lượng này, tên cái sản phẩm này. À, bạn thấy không? Đó, đồng bộ là như vậy nha. Còn đối với anh bot, web website á, và app thương hiệu á, là hai anh này đều có giao diện. Đúng không? Nó sẽ đồng bộ về cái mặt nội dung, mô tả sản phẩm, hình ảnh, video các kiểu, nó sẽ đồng bộ về mặt đó luôn. À, còn cái này thì mình đồng bộ về cái sản phẩm này thôi, không đồng bộ về mặt nội dung mô tả. Ok không các bạn? Phân biệt nha. Bởi vì chúng ta không có cái giao diện giống như hai anh kia. Hai anh kia thì có giao diện và nó nằm về cái hướng gọi là người mua, người ta lên, người ta trải nghiệm, người ta mua sắm, người ta sẽ thấy được cái giao diện đó. Ha. Còn cái này thì đó nằm ở phía mình lên đơn cho khách nè. À, không có nhất thiết là phải show những cái phần giao diện đó ra làm gì. Rồi, số lượng ha. Ví dụ ảnh mua hai cái sản phẩm. Rồi, khuyến mãi thuế. Khuyến mãi các bạn sẽ được học ở cái bài sau. À, trừ 5.000, trừ 5.000. Tại sao lại có cái sự khuyến mãi tự động ở đây? Đó là tạo ra chương trình. Cái việc chủ shop họ tạo ra những cái chương trình khi mà cái đơn hàng này nó thỏa cái giá trị. Ha, nó sẽ tự động nó trừ. Được chưa ạ? Rồi, sản phẩm này á, đang được áp thuế các bạn. Sản phẩm này đang được áp thuế. Được không? À, thì coi như là đây là cái mức thuế mà nếu cửa hàng muốn tạo ra để áp vào từng sản phẩm thì cũng được thôi. Còn nếu cửa hàng nào mà không muốn là cộng nó vào trong cái giá trị sản phẩm rồi á thì mình không cần nhất thiết phải áp cái tiền thuế này vô ha. À, rồi. Tiếp, bạn thấy không? Chị Thục Tâm này chưa có tài khoản nha. Bạn muốn sửa thông tin của chị Thục Tâm không? Đó, bạn bấm vô cái nút sửa chữa lúc nãy, chị tắt làm lại nha. Nút sửa chữa ở đây ha. Rồi, chỉnh sửa đó. Rồi. Rồi. Đó, sau khi ví dụ mà mình giao tiếp với khách xong, mình có được số điện thoại email người ta thì mình bổ sung cho người ta. À, nhưng mà cái chị Thục Tâm này vẫn là người chưa có cửa hàng nha các bạn. À, xin lỗi, chưa có là thành viên, được không ạ? À? Chưa có trang cá nhân á. Đó. Rồi, điền lại cái địa chỉ cho chị nè, có đúng chưa? À, nếu đúng rồi thì thôi ha. Rồi luôn Bến Tre hoặc Đà Nẵng đi. Rồi bạn lưu ở đây được không ạ? Rồi coi như là khách hàng này đã được tạo thành công rồi ha các bạn ha. Đó, thế mới khách hàng thành công nhưng chị này vẫn chưa có tạo tài khoản. Biết tại sao không? Chị muốn tạo tài khoản á, là chị phải phải làm ở trên cái website hoặc là cái app thương hiệu, đúng không các bạn? À, chị mở ra website cho mọi người coi ha. Đây khách hàng đăng ký nè, đó, click vào trong đây đăng ký nè. À, cái việc tạo tài khoản đó là cái việc mà người người ta có nhu cầu người ta mới làm, ha, mình không có thể nào mà làm cho người ta được hết trơn á. Nha các bạn ha, đăng nhập ngay hoặc là đăng ký tạo tài khoản mới, đó, rồi điền thông tin các kiểu vào đây để tạo tài khoản. Rồi, quay lại. Rồi, có ghi chú gì không? Rồi, phương thức thanh toán là gì? À, tiền mặt này, đây các bạn sổ ra. Có rất là nhiều phương thức thanh toán được mở tự do ở đây. À, rồi cái việc trả trước, trả sau các bạn chỉ cần là click vào để ghi chú thôi. Chứ nó không có vấn đề gì xảy ra ở đây hết nha.
Ví dụ chị này trả trước à, đó, hoặc là chị này trả sau, ghi chú vậy thôi nha. Có cái dấu chấm than để các bạn này nếu mà mình không hiểu mình sẽ chỉ vô để mình xem đơn hàng sẽ được tạo ha. Hả? Rồi rồi rồi, những phương thức này có thể tắt và mở được. Lát nữa chị chỉ vô cái chỗ đó ha. Nha. Rồi, mình đi tới phương thức giao hàng. Rồi, hiện tại là cái shop của chị á chỉ mở tự vận chuyển thôi. Được chưa? Bản chất mình không có liên kết thật với những cái đơn vị giao hàng thứ ba. Lát nữa chị sẽ vô cái phần đó để chị nói luôn sau Leo ha. Thì khi các bạn ví dụ các bạn demo cho khách xem á, các bạn cũng chọn tự vận chuyển như chị. À. Rồi. Cái này là những cái phí mà mình tạo ra, để lát chị sửa lại cái này luôn. À, rồi mình tạo đơn hàng. Được mà. Tạo mới đơn hàng thành công. Đó là cái ví dụ cho cái phần mà Facebook lên đơn hàng. Rồi, bây giờ mình vẽ qua đến cái phần cài đặt nha. Để cài đặt hai cái hình thức là giao vận, thanh toán và giao vận. Các em nhìn thấy chữ cài đặt ở phía dưới này. Mình chọn vô. Rồi, các bạn nhìn thấy là giao hàng và thanh toán. Được mà. Di chuyển vô đây. Đó, mọi người thấy chưa? Lá cờ của giao hàng tiết kiệm chưa được gạt lên. À, giao hàng nhanh cũng chưa được gạt lên. Tuy nhiên, khi mà em gạt lên như thế này á, là buộc lòng khách hàng của chúng ta đã phải có tài khoản ở bên giao hàng tiết kiệm và lấy được cái token này. Ha, đây là cái mã số bí mật ở bên đó. Chỉ có cái người mà có tài khoản bên đó thì người ta mới biết được cái này thôi. Thì họ cung cấp cho mình ha. Cái ví dụ như khách hàng bây giờ khách hàng không có biết vô đây để mà bỏ những cái token này á, thì bạn là người yêu cầu khách hàng phải lấy được cái token ở bên cái app giao hàng tiết kiệm này ha. Đó, thì mình kết nối bằng cách là mình chỉ cần nhấn cái token vào đây thôi. Được không? Tương tự đối với những anh này. Ahamo cũng như vậy, Viettel, Vietnam Post cũng như vậy ha. Đó, mã đối tác, mã hợp đồng này là khách hàng sẽ là người cung cấp cho các bạn và họ sẽ là người lựa chọn mấy cái này luôn. Được không ạ? À? Rồi, đến với cái tự vận chuyển này. Mọi người xem ha, cài đặt vận chuyển. Rồi. Đó. Hiện tại là chúng ta có nhiều khu vực quá, xóa đi. Được không ạ? À? Đó, tại vì nếu mà khách hàng giờ khách hàng muốn mở thêm nhiều khu vực họ ship đi đi cái đi Thái Lan, đi Singapore hay gì đó. Đúng không ạ? Nhiều khi là cái website của họ gọi là họ phát được IP qua bên những cái vùng đó và có khách ở bên đó chẳng hạn ha, thì thanh toán bằng hình thức PayPal xong rồi cho bên phía này người ta tự vận chuyển, người ta phải đem cái cục hàng đó đưa qua bên Thái Lan ha, cũng được ha. À, thì á, cái việc mà setup như vậy á, để mở ra cái cổng cho khách hàng thấy được là à, phí ship khi mà từ Việt Nam đến Thái Lan của tôi là bao nhiêu. À, còn bây giờ chúng ta khoanh vùng trong Việt Nam để mà mình làm cho nó đỡ rối nha các bạn ha. Việt Nam trước đi ha. Rồi bạn thấy nè. Rồi hiện tại để chị xóa luôn rồi chị làm lại đi. Bạn phải thêm khu vực vận chuyển trước. Được mà. Việt Nam. Rồi, chọn hết không? Đó, chọn tất cả nha. Được chưa? Rồi, hoàn tất ha. Rồi, tiếp nè. Tên nè. Rồi, bây giờ nó có ba cái hình thức lựa chọn luôn. Tùy theo em lựa chọn như thế nào. Nếu em dựa vào khoảng cách như thế này á, em bắt buộc em phải cài mã Google API nha. Đó. Thì khách hàng chắc chắn là khách hàng sẽ cần cái này nè ha. Thì bên hỗ trợ là bên desk của chúng ta sẽ làm kết hợp với lại hai bên tụi em chăm sóc khách và bên desk kia là họ sẽ làm cái mã Google KPI này với khách, được không? Đó, nếu mà khách chọn cái điều kiện là dựa vào khoảng cách như thế này. Còn á, nếu mà khách dựa vào cái giá trị đơn hàng thì nó đơn giản hơn. À, chị lấy ví dụ như bây giờ là 10 10 ký, dưới 10 kg đi ha, ví dụ là vậy. À rồi, nhầm 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 các bạn, cái này là giá trị, cái này khối lượng, chị đang đứng ở cái cục giá trị thì bây giờ là dưới 1 triệu đi. Rồi, giá trị trong đơn hàng khoảng là 1 triệu, từ 0 đến 1 triệu. Các bạn, phí vận chuyển mình tính khách 5.000 thôi. Ha. Rồi, các bạn lưu lại giùm chị.
Rồi, mình ra được một cái điều kiện rồi ha. Rồi, mình thêm quy tắc. Tên. Ví dụ cái này là đang test cho các bạn thôi ha. À, ví dụ là theo khối lượng sản phẩm thì bây giờ là dưới 10 kg. Trong khoảng là từ 0 đến 10. 10 kg là nhiều á, 10.000 kg. Đây đơn vị là gram các bạn ơi. Gram. À. Rồi, phí vận chuyển của chúng ta 10.000 luôn. À, các bạn nhìn này. Đó. Nó đỏ lên chỗ này, biết tại sao không? Ngay từ ban đầu mình đã chọn cái điều kiện tính phí vận chuyển là giá trị đơn hàng rồi, cho nên là khi em chọn qua này hệ thống nó không hiểu được ha. Thì khi mà chọn là phải chọn cùng cùng một cái điều kiện thôi đó, chia phân loại ra nhiều cái khoản phí khác nhau thì chúng ta phải cùng một cái điều kiện, lưu ý em chị ha. Đó, khi mà các em chọn như vậy là nó sẽ báo lỗi lên, nó báo báo dòng chữ đỏ này lên là bắt buộc là các bạn phải chọn lại giá trị đơn hàng thì mới tiếp được thêm một cái điều kiện nữa để cho khách chúng ta lựa chọn, đúng không? Rồi, ví dụ này, tổng giá trị đơn hàng hồi nãy là trên 1 triệu phải không? Dưới 1 triệu đúng không em? Thì bây giờ là trên 1 triệu. Rồi, 1 triệu ha. Rồi, không giới hạn đi, 10.000. Rồi, thế là chúng ta đã thiết lập ra được hai điều kiện. Rồi, kiểm tra ha. Coi là mình đã có đầy đủ Việt Nam chưa? Ok. Rồi. Xong, bạn phải lưu lại ha. Hệ thống nó mới ăn được. Nha, lưu lại. Rồi, còn đến cái phương thức thanh toán này. Xuống đây. Em thấy không? Ở đây chỗ này là nó có tích hai phần, phần sản phẩm, phần dịch vụ. Nhớ nha, website của mình mở được cả hai, vừa bán sản phẩm và bán cả dịch vụ cho người ta booking đó. À, đó, thì mình á, khi mà mình thiết lập phương thức thanh toán này, mình phải thiết lập cho cả hai phần luôn. À, còn nếu khách hàng chỉ bán sản phẩm thôi thì mình kích vào sản phẩm thôi. À, bán dịch vụ thôi thì kích vào dịch vụ thôi. Đó, tới khúc này em phải thiết lập ví VNPay nha. Đó, là khi mà em đã có tài khoản của VNPay rồi thì chỉ cần em nhập ID của VNPay và khóa bí mật cũng giống như cái token lúc nãy đó. Đó, nhập vô đây cho khách xong rồi luôn. Đó, để hệ thống mình nó nhận diện ra được à cái ví này á, nó được kết nối vào trong hệ thống. Thế thôi. À, còn xài mBot này. mBot là mấy cái máy nhỏ nhỏ đó để người ta đưa thẻ vào người ta quét á. À, thì các bạn không biết thì bạn sẽ lên YouTube bạn search cái mBot này ra, cách sử dụng mBot là nó sẽ hướng dẫn cho mọi người biết nó là cái gì, là cái gì, là cái gì ha. Mình tìm hiểu nha. Đó, ở đây là những cái keyword thôi. Mã định danh đó như thế nào, mã bí mật cũng y chang vậy, được không các bạn? Xem trang quản lý thiết bị mBot này, cái này nó còn có hướng dẫn cho khách hàng của mình nữa, được không? Thêm phần cứng, cái đó thuộc về phần cứng. Để chị lấy bảng giá ra cho em xem ha. Đây này. À, các bạn có học về bảng giá chưa nhỉ? Ok. Vậy sau cái buổi này có thời gian chị sẽ làm cái bảng giá cho các bạn. Được không? Chứ giờ bây giờ mà làm nữa là sẽ bị rối rồi lắm. Này, bảng giá thiết bị này ha. Đó, bạn coi ở khúc này nha. Đây, bó tính tiền, màn hình cảm ứng, máy bán hàng cho lễ tân, quét mã vạch, in mã vạch, in hóa đơn, rồi ngăn kéo, màn hình cảm ứng. Rồi, chúng ta không có cái mBot đó. Được không các bạn? Ok, mình chỉ liên kết thôi ha. Thì khách mua thì khách phải mua bên ngoài rồi. Thôi thẳng đây, sẵn đây chị nói sơ qua cho mọi người nắm sương sương về cái bảng giá được không? Thì ở đây chúng ta có bốn gói Startup Professional OEO và Enterprise. Ba anh này, Startup Professional OEO là đều 2 năm, 1 năm, 2 năm, 1 năm, 2 năm. Nhưng chỉ duy nhất anh Enterprise là có gói mà có giá trị nhất thì là 3 năm, 1, 2, 3. Rồi, các bạn nhìn thấy những dấu tích như thế này á, đối chiếu qua, ví dụ khóa đào tạo miễn phí là team training là sẽ làm. Đấy, website thương mại điện tử ha, bốn gói này đều có website hết, được không? Dấu tích này mang ý nghĩa là nó có tính năng đó trong gói đó. Tiếp, chị lấy ví dụ như
trả phí tài khoản nhân viên, mở ngoặc ra trả phí, thì tức nghĩa em nhìn nha, à đây nè, miễn phí một tài khoản, miễn phí hai tài khoản, nếu người ta muốn mua thêm thì người ta trả phí thêm, phí đó bao nhiêu kéo xuống dưới sẽ thấy. Rồi tiếp, trả thêm phí quản lý đa chi nhánh, trả thêm phí. Em thấy cái gói startup nha, hai dòng này là startup, ok không? Hai dòng tiếp là professional, hai dòng tiếp là OEO. Thì cái anh startup này ảnh có dấu ích, đánh dấu chéo, tức có nghĩa là ảnh không được mua thêm luôn. Tuy nhiên những cái anh còn lại có dấu tích lên như vậy á, mang cái ý nghĩa là ảnh được quyền mua thêm chứ không phải là có sẵn nha. Lưu ý giùm chị ha, đây chữ trả thêm phí này nó nguy hiểm nha các bạn nha, đừng có tư vấn nhầm nha. Có dấu tích và cái dòng này ghi chữ trả thêm phí, như vậy là ảnh có quyền được mua thêm nha. Giá bao nhiêu thì coi ở phía dưới, còn anh này là ảnh không được quyền mua thêm luôn, ok không? Rồi anh này miễn phí 2, anh này miễn phí 3 chi nhánh, thì muốn mua thêm thì mua tiếp vậy thôi. Tiếp tương tự này, miễn phí 100 tài khoản này, ai miễn phí 300 tài khoản, những anh dấu ít là không mua luôn, không cho mua luôn á. Tiếp ha, đây ngân sách gửi tin nhắn Zalo, ZNS, SMS, bạn nhìn nha, dấu ít ha, còn lại 2 triệu, 4 triệu, 10 triệu. Chị lấy ví dụ nha, đây là cái số tiền, không phải là mình đem tiền này mình cho người ta, mà là buộc người ta phải chạy chiến dịch. Nếu người ta không chạy chiến dịch thì thôi, à, không có xài được tiền này. Thì khi người ta chạy chiến dịch, ví dụ chị ra một cái dự án, chị chạy campaign này 15 triệu nha, chị đang mua cái gói là Enterprise 3 năm, thì ở đây chị được cái ưu đãi là 10 triệu đồng trừ lại nha. Thì lấy cái 15 triệu tổng chiến dịch mà chị phải chi ra, thì bây giờ GoSell sẽ hỗ trợ cho bên họ là 10 triệu đồng, trừ lại họ chỉ cần đóng 5 triệu đồng thôi. Được chưa? Nha, đó nó là như vậy ha các bạn ha. Đó, rồi qua call nè. Lần đầu tiên hay là? Đúng rồi, lần đầu tiên chính xác. Đó, lần đầu tiên nha. Rồi, bảng giá dưới này là các bạn đối chiếu vô. Cộng tác viên này là phân biệt giùm chị nha. Cộng tác viên bán hàng là những cái anh dropship affiliate á, mình cầm cái link của người ta mình đi rải. Còn ở dưới là giá của đại lý cộng tác viên, tức có nghĩa là reseller mà chiều nay các bạn sẽ được học ha. Trong cộng tác viên nó chia ra làm hai nhánh, một nhánh là dành cho đại lý và một nhánh còn lại là dành cho những anh dropship, ok ha. Đó, giá tài khoản nhân viên này, giá tích hợp sàn Shopee, tích hợp sàn Shopee, phân tích từng chữ nha, tích hợp sàn Shopee, tại vì nhiều bạn sẽ bị lẫn ở chỗ này, nhầm lẫn chỗ này, nói là chúng ta đi tạo tài khoản ra cho khách. Ôi trời ơi, chết luôn á, bởi vì bạn nhìn cái giá như thế này, bạn nói là bên mình sẽ tạo ra nguyên cái tài khoản cho khách luôn, không có chuyện đó các bạn ha. Đây chỉ là cái cổng kết nối thôi, mở ra thêm nhiều cổng kết nối để cho họ kết nối gian hàng Shopee của họ vô trong hệ thống này. Tại sao biết không? Trên Shopee là họ có cái chiêu chiếm dụng diện tích, họ đánh ra nhiều gian hàng, tại nhiều họ có nhiều mã hàng nữa. Chẳng hạn ví dụ chị kinh doanh cà phê đi, rồi chị còn muốn kinh doanh thêm mấy cái ly nhựa này nữa, chị bán nhiều đa ngành này, đa ngàn ngành hàng ha, rồi đa ngôn ngữ này đó. Thì bây giờ mua cái gói đa ngôn ngữ này lên, có nghĩa là em chỉ cần bỏ ra 3 triệu đồng thôi, thì khi ấy á, ở trên cái hệ thống của mình á, sẽ mở ra, mở ngôn ngữ ra, người ta muốn, đúng rồi, ai gì tên nó rồi hả, ok đó. Cái CH Play Blow Draw này là cái gì? Đây nha, là mỗi khi mà người ta build app, app này là app gì? App thương hiệu. Đây để chị kéo lên cho nó dễ. Em nhớ 2 triệu đó nha. App thương hiệu này. Rồi, khi người ta build app thương hiệu, bởi vì người ta đang có sở hữu cái gói OEO và sở hữu cái gói Enterprise, tích. Như vậy là có nghĩa là người ta có app. Được chưa? Anh này startup và anh professional không có app luôn. Ha, hai anh còn lại có app. Vậy thì sao? Người ta sẽ build trên hai cái nền tảng, là một là iOS và hai là CH Play, đúng không? Thì iOS này á, chúng ta không có tính phí. Được chưa? Nhưng đối với CH Play chúng ta sẽ phải trả thêm cái phí 2 triệu đó. Đây là cái phí đưa cái sản phẩm, gọi là đưa cái app thương hiệu của ta đó, đi lên CH Play này. Được chưa? Nếu thành công mình thu 2 triệu, nếu không thành công, thất bại, bên kia từ chối, app này không có đủ tiêu chuẩn, hát này nó vi phạm kia, mình sẽ hoàn trả lại 2 triệu đó. Dễ ha, rất là đơn giản ha. Rồi
Em kéo xuống tiếp cái SMS và cái YesMS. Đây có một vài cái chị cần lưu ý cho các bạn này. Anh nè, SMS nè, mọi người coi ha. Gói triển khai định danh 1. Cái đây là cái phí mà mình không bắt buộc họ đóng, nhưng mà ở đây á, nó có cái thời hạn sử dụng trong vòng 3 năm. Nếu mà họ muốn đi ra ngoài Cục An toàn thông tin họ đăng ký, tùy họ. Họ muốn tự làm thì tùy họ, còn muốn mình làm thì đưa 2 triệu cho mình sẽ làm này. Tiếp. Nhưng mà cái phí này là phí bắt buộc nè. SMS brand name. Nếu người ta nói có brand name rồi, vô phương cứu chữa. Tại vì đây là cái khoản bắt buộc bên mình, nếu muốn hợp tác với bên mình phải bắt buộc đưa ra cái phí 3 triệu, 3 triệu rưỡi. Được chưa? Có những gì nó bắt buộc nó sẽ ghi rõ bắt buộc ở đây. Rồi giá sử dụng brand name quảng cáo và giá sử dụng brand name chăm sóc khách hàng. Bởi vì trong cái SMS đó, ảnh chia ra làm hai cái đầu. Một là cái brand name quảng cáo, đó, cái loại, cái mẫu tin nhắn quảng cáo và cái mẫu tin nhắn chăm sóc khách hàng. Thì khách hàng đối chiếu theo ha, đó, đối chiếu qua để mà thấy được cái chi phí gửi một tin là bao nhiêu. Được chưa? Tiếp, SMS này chúng ta còn có thêm một cái loại phí phải thu nữa là phí khởi tạo. Đó, thì em coi em đối chiếu ha. Đây nha, đây nè, đơn vị tính theo Việt Nam đồng nè. Phí khởi tạo này chỉ thu một lần duy nhất, cũng rẻ thôi, có 50 ngàn thôi. Được chưa? Còn một số cái hạng mục khác là nó miễn phí luôn nè. Đó, tuy nhiên là với cái anh nhóm tài chính nè, nhà mạng Viettel hay ha, nhóm tài chính và ngân hàng là 550. Đó, còn mạng Mobi là nhóm quốc tế là 70 ngàn. Được chưa? Lưu ý cho chị là chỉ thu duy nhất một lần. Rồi đến cái phí duy trì ha, nó sẽ có hai anh, một là phí khởi tạo và phí duy trì brand name. Được chưa? Phí duy trì này nó sẽ phải bị trừ vào trong cái tài khoản của khách. Tài khoản này ở đây là cái gì? Tài khoản phí go ha. Chúng ta trong hệ thống có một cái gọi là phí go bắt buộc. Nếu khách muốn chạy cái những cái chương trình campaign SMS, ZMS gì đó là khách phải bỏ tiền vô trong phí go này. À, bằng mọi giá phải bỏ tiền vô, chứ không có cái vụ mà chạy xong rồi đưa tiền sau hay gì hết. Bỏ tiền vô đây trước, khi mà chạy chiến dịch cái nó tự động nó trừ trong cái phí go này, nhớ nha. Tiếp đó, tương tự ha ha, thì ngày một hàng tháng nó sẽ tự động nó trừ cái phí này vô trong cái phí go đó, gọi là phí duy trì mà ha, cứ liên tục hàng tháng mỗi tháng trừ một lần đúng ngày một. Rồi qua tới anh ZMS này, bạn thấy ha, xác thực Zalo này 1 triệu đồng, không có bắt buộc gì hết. Nếu họ đưa 1 triệu đồng này cho ta ha, họ được cái việc là gì? Tư vấn xác thực bla bla bla, và cái quan trọng nhất là cho họ lên tích vàng. Cái tích vàng này không có dễ lấy bên OI, bởi vì cần tới 100.000 người bấm vào cái nút quan tâm ha, thì bạn mới lên được cái OI tích vàng. Giống như Facebook gì đó, Facebook có tích xanh này kia thì OI nó cũng có tích vàng. Mình chỉ cần lấy, họ chỉ cần đưa 1 triệu đồng này thôi là họ đã được cái OA tích vàng rồi. Sau này tích vàng em sẽ thấy nó lợi thế nhiều lắm. Rồi tiếp cái phí triển khai bắt buộc, giống tương tự như kia ha, giống tương tự như brand name á, là 3 triệu rưỡi bắt buộc phải lấy của khách hàng ha. Rồi phí duy trì này là 1 triệu 6 trên năm. Đó, và chúng ta đang có cái loại mẫu tin nhắn của Zalo ZMS á, cho nhóm bình thường ha. Đây bình thường, nhóm thường và loại bình thường luôn, phí là như đây. Được chưa? Nếu các bạn mà gọi là muốn upsell thêm phí khách, các bạn phải hiểu rõ về cái bảng giá này. Upsell, các bạn CS có quyền upsell mà đúng không? Đó, các bạn hãy hiểu rõ về bảng giá này nha. Và đồng thời là mình còn bán thêm những cái nút. Cái nút á, nút các bạn. À, ví dụ như bạn nhận được một cái tin OA đi, nó có một cái nút gọi là CTA á, kêu gọi các bạn. Ha, nếu bấm vô đây nè, nó điều hướng đến cho doanh nghiệp nè. Được chưa? Link thứ nhất, cái nút thứ nhất không tính tiền, nhưng mà nếu bạn đặt là thêm một cái nút nữa, cái nút thứ hai á ha, thì nó sẽ tính phí bạn. Đọc qua ha, mọi người về đọc giùm chị ha. Trang web khác là gì? Là cái tên miền nó khác với lại cái OA hiện tại. Còn đến cái trang web của doanh nghiệp là tên miền phải giống như OA hiện tại thì mới có giá này nha. Còn nếu mà em đang quảng cáo cho một cái website khác của em luôn, nhưng mà là một cái website khác không phải là cái tên OA em đang đứng ha, thì giá nó sẽ khác. Được chưa? Khác nhau nha. Đồng thời là ứng dụng, tại ứng dụng cũng vậy. Được rồi, nghiên cứu cho chị khoảng này ha. Tên miền nè các bạn. Đây, đọc qua thôi. Rất là dễ nha. Đó, dịch vụ gia tăng nè. Đọc hết nha các bạn ha. Mấy cái phần này thì dễ rồi, chỉ cần đọc thôi là hiểu rồi. Rồi lưu ý ha, cái bảng giá của mình là những cái rule đó nè, các bạn phải nắm được nghe. Phải nắm được nghe. Nó dấu tích là gì, rồi có chữ trả thêm phí là không phải là người ta mua là được liền, là người ta phải, người ta muốn thì người ta mua thêm, không muốn thì thôi. Còn dấu ít là không được mua thêm luôn. Rồi, mình quay lại với bài của mình ha.
tại chị sợ không có kịp giờ cho nên là chị cũng phải bắt buộc là đi nhanh. À, inbox này, quản lý inbox này. Đó, nè, phần quản lý inbox nó nằm dưới đây này. À, tại vì nhiều khi là người ta có kết nối nhiều cái inbox vô cái cửa hàng của người ta. À. Rồi, thiết lập VM Pay. Phải có cái phí này ha các bạn ha. Đó. Rồi, thẻ này, gạt lên. Tín dụng trích nợ này, gạt lên. Chờ thanh toán khi nhận hàng COD ha, thanh toán tại quầy. Đó, chỉ dành cho dịch vụ thôi nha các bạn ha. Ha, thì mình gạt hai anh này lên. Rồi, Momo này, cũng có mã đối tác, mã truy cập, mã bí mật. Thì lấy ba anh mã này nhấn vô xong công nợ. À đó, thì hệ thống mình cho phép mở công nợ cho khách ha. Đối với những khách mua sỉ các bạn. Đó, thì người ta lên website người ta đặt sỉ số lượng lớn bla bla bla. Đó, mình cho công nợ luôn. Còn PayPal là đối với khách quốc tế. Ha, giống như là anh chị có một cái ví dụ là mình bán hàng sang Thái Lan chẳng hạn. Mình có khách ở bên Thái Lan, Thái Lan người ta vô website mình ta thấy xong người ta đặt hàng, được chưa? Đó, thì người ta thanh toán qua PayPal. Mình phải mở cái này lên để cho khách quốc tế người ta thanh toán. Rồi, chuyển khoản ngân hàng. Đó, đó là những cái phương thức thanh toán ở bên mình. Mình muốn thì mình gạt lên, còn mình thấy bơm hàng nhiều quá mình tắt COD đi. Để cho tắt lên, gạt lên, tắt xuống rất là dễ dàng. Rồi, nhưng mà khi làm những cái thao tác này nhớ giùm chị là phải luôn ha. Phải luôn ha. Mỗi lần mà ấn vô là phải luôn như thế này. Còn những cái khoản này không cần luôn thì thôi. Ok ha. Đây là cái mục cài đặt giao hàng và thanh toán. Được chưa các bạn? Rồi, điền ở đây thông tin cửa hàng này. Đó. Đường dây nóng này kia, email các kiểu, danh sách, địa chỉ, giờ mở cửa, điều khoản chính sách bảo mật. Cái phần mà điều khoản chính sách bảo mật này là buộc khách hàng phải tạo ra một cái trang nói về chính sách bảo mật. À, cái này là bắt buộc nha các bạn nha. Giống như là GoSell cũng có một cái trang về chính sách bảo mật như thế này. Đây là về phía quy định. Đó, Bộ Công Thương hay Google họ vô họ tra mà không có mấy cái này là cũng mệt nha. Đây ha, chính sách bảo mật. Mạng xã hội, đường dẫn, từ khóa SEO các kiểu nha. Đó, đây là cái phần mà dưới chân trang. Dưới chân trang thì họ mở ra vậy thôi. Thông tin tài khoản ngân hàng. Đó, điền thông tin tài khoản ngân hàng vô xong lưu lại. À, đơn giản ha. Rồi, cái mục tài khoản là gì mình xem được cái gói. À, hiện tại là mua gói gì, gói gì, gói gì. Được chưa? Rồi, rất là đơn giản, thay đổi mật khẩu này. Đó, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu này, lưu này. Còn cái email mà tạo ra cửa hàng này mình không có đổi được các bạn ha. Nhiều khách hàng cũng sẽ hỏi các bạn ha. Ôi chị quên mất cái email này, mật khẩu vô sao rồi, giờ chị muốn đổi lại cái email mà tạo ra cửa hàng này được không em? Dạ, trả lời thẳng luôn, không, không chị. Ha, trong này nó ẩn xuống rồi các bạn. Nhớ nha, bạn có thể quyền thay đổi được số điện thoại, tên này kia các kiểu, nhưng mà cái email để tạo ra cửa hàng này là không thay đổi được, chắc luôn. Rồi, tiếp nè. Lát nữa nói sau cái phần này, tại vì nó liên quan nhiều đến cái chỗ sau sau phần sau. Nhân viên rồi báo cáo này kia các thứ á, mình quay về với GoChat. Rồi, chương trình automation và Rostcard. Đây, hai anh này ý nghĩa ra là sao? Các bạn nhìn nha. Bạn bấm vào tạo chiến dịch ở đây. Được chưa? Automation nó có cái ý nghĩa là một, người ta bình luận ở trên cái bài đăng của em á ha, thì nó sẽ lập tức phản hồi lại. Và đồng thời em cho nó điều hướng một cái tin nhắn vào trong message người ta. Ví dụ như người ta hỏi, chị ơi, giá cái sản phẩm này bao nhiêu? À, em cài đặt tin nhắn tự động là cái gì? À, chị check tin nhắn chờ dùm em nhé ha, chị check tin nhắn inbox dùm em nhé hay gì đó. Thì lập tức họ, đó, nó chạy tin nhắn vô trong cái message của họ rồi. À, họ mở ra họ sẽ thấy cái tin nhắn của mình. Em xem ha, mình phải chọn trang tên chiến dịch, em đặt tên chiến dịch cho nó, được chưa? Để ghi nhớ thôi. Em chọn bài đăng. À. Rồi, em làm gì? Ngay lập tức hay là sau bao nhiêu giây? À, sau bao nhiêu phút? Nhưng mà thường là phải ngay lập tức á, nó nhanh chóng. Rồi bây giờ nha, chỗ từ khóa này nếu em phải một cái. Được chưa? Em chấm một cái. Em hoặc là em ghi bao nhiêu. Chưa? Enter, em phải gì đó. Thì cái từ khóa này là gì? Khi mà khách hàng đánh trong cái nội dung của họ mà có dính cái từ khóa này á, thì nó mới hiểu, nó mới trả lời. Còn nếu bây giờ mình cách an toàn nhất là mình không ghi gì luôn. Khách nói gì, khách nhắn gì trong đó, khách comment cái gì đó, nó cũng đều phản hồi hết. Đó là cái cách chúng ta không bỏ sót qua một khách hàng nào.
À, chứ bây giờ mà ai biết được là khách ghi gì, đúng không? Mình đâu có biết được đâu. Rồi, đừng có ghi chỗ đó. Rồi bây giờ nè, cái phần tự động phản hồi là một một cái tin nhắn nó sẽ gửi đến message của khách hàng. Giờ em nhìn ha. Đây, em muốn thu thêm cái gì? Em thêm văn bản. À, em thêm hình ảnh. Được chưa? Nhưng mà nó có giới hạn bởi vì rule của Facebook á, là nó đang siết lại. À, chúng ta làm một cái thôi cho an toàn. Chứ không thôi nó siết lại sau này mình không có mở được nữa ha. Rồi, chào chị. Ví dụ em test ở đây là chào chị. Giá của sản phẩm này là đó, bla 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 bla, viết vô. À, khúc này em thêm nút. Rồi. Ví dụ như xem thêm thêm em bỏ một cái đường link của bài blog như chẳng hạn. Đó, ví dụ hả? Hoặc là em muốn điều hướng cho người ta qua TikTok của shop em, bắt cho người ta xem thêm hay gì đó, nhiều khi là người ta muốn lên những cái sàn đó người ta mua nữa. À. À, tại vì trên đó thì người ta miễn phí free ship hay gì đó, rồi là đó là tùy ý của khách hàng, họ muốn làm sao khách hàng làm được không. Rồi tới khúc này quan trọng, phản hồi bình luận này, nếu em không tích vào cái ô này nó không có bao giờ trả lời đâu nha. À, khách hàng bình luận hay gì khách hàng cũng không có thấy đâu ha. Thì đây tính là cái nội dung mà em phản hồi lại cái bình luận trên cái bài đăng đó nè. À, chị kiểm tra tin nhắn nhé, đó ha, ví dụ là vậy. Rồi đọc có lưu ý giùm chị nha. Xong. Gạt cờ lên. Rồi, ok ha, đang hoạt động mình nha. Đó, còn nếu như em không gạt cờ mà em lưu á thì nó ở cái trạng thái là chờ. Chờ chừng nào mà em ok, em đồng ý là em muốn chạy cái chiến dịch này thì em gạt cờ lên cái là nó chạy. Ha, em có quyền xóa, em có quyền chỉnh sửa, được không? Rồi. Đó, đó, đó. Thì khi mà em không gạt cờ lên nó ở trạng thái là nháp. Nháp nháp là đang chờ á, đang chờ ha. Đó, thì cái số lần trả lời nó sẽ thể hiện ra cho mọi người biết. À, nó đã trả lời được bao nhiêu cái bình luận của khách hàng rồi. Hay nhìn vào đây là mình biết được là cái bài đăng nào đang hiệu quả. Cho nên là cái tên chiến dịch cũng rất là quan trọng ha. À, phải viết ra rõ ràng để mà mình thấy được cái sự hiệu quả của nó. Rồi, thế là mình đã xong automation. Bây giờ mình qua đến anh Rostcat. Các bạn ơi, Rostcat này á, thì rule Facebook á, nó đang siết từ đó tới giờ là siết 24 tiếng đồng hồ. Là nếu như mà em gọi là không có tương tác trong 24 tiếng đồng hồ thì em không có được gọi là gửi tin nhắn tự động trở lại với khách hàng. À, thì ở đây cũng tương tự như vậy thôi. Khi mà em tạo chiến dịch ra ha, đó, em cũng chọn một trang, em lập tên chiến dịch vào. À, em phân nhóm này. À, đây là trong cái phần phân nhóm khách hàng, được không? Em đã phải có được những cái phân nhóm khách hàng này rồi. À, đây. Rồi không tìm thấy nhóm Facebook nào trong phân nhóm bạn đã chọn, tức có nghĩa hai cái người này không có dùng Facebook. Ok không? Được chưa? À, rồi bỏ ra. Gửi ngay hay hẹn giờ. Rồi cũng tương tự giống như cái nãy ha, cũng y chang như vậy luôn. Đó. Vậy thì bây giờ những người nào mà gọi là tương tác với em, ví dụ trong ngày hôm nay em có một số người hỏi hàng em nhưng mà họ lưỡng lự, họ chưa có chốt sale, thì em dùng cái auto cái Rostcard này để em đẩy tin nhắn hàng loạt tự động lại những người đó. À, em cho ra một cái mã free ship chẳng hạn. Trong hôm nay chúng tôi sẽ free ship giảm giá cho bạn để kích thích họ mua liền, được không? Đó thì mình dùng được cái Rostcard này. Đây cũng là một ý tưởng để mà làm cho khách hàng. Ha, cái việc này là việc remarketing miễn phí này, bắt cho lại mã free ship cho những người đang có nhu cầu. Để chắc là người ta cũng lăn tăn về cái câu chuyện là không có miễn phí ship nên người ta không mua. Ha, đó. Rồi ý tưởng nó để làm ha. Zalo này, bạn xem giùm chị. Cái phần chiến dịch này chúng ta gọi là ZNS. À, trước khi tạo ra được chiến dịch bạn phải đăng ký mẫu. Ở đây chúng ta có hàng loạt cái phần đăng ký mẫu nha. Đó, bây giờ nó chị không thể nào mà làm chi tiết được hết cho các bạn xem qua và các bạn tìm hiểu thêm được không? Tìm hiểu thêm về cái phần này giùm chị nha. Đó. Đơn giản không gì hết, tạo ra mẫu và Zalo duyệt. À, Zalo nó bắt đầu nó duyệt cái mẫu đó rồi thì em mới lên chiến dịch được. Em lên chiến dịch, em tạo chiến dịch ở đây. Được chưa? Em nhập tên chiến dịch ha, em chọn tài khoản này là tài khoản OA đó. Chọn tài khoản vào ha, em gửi ngay hoặc là em lên lịch. Đó, em chọn gửi theo sự kiện như thế này á, thì nó bắt sự kiện rất là hay. Chị lấy ví dụ giống như là mỗi lần có người đăng ký tài khoản, nó sẽ đẩy một cái ZNS qua bên cái Zalo của người ta. À, chúc mừng bạn đã đăng ký tài khoản thành công. Rồi, bạn quên mật khẩu như thế nào nó cũng sẽ đẩy tin nhắn. Đó, có đơn hàng mới. Thì á, khi mà bạn chạy chiến dịch Zalo OA này, nó sẽ giúp bạn hạn chế cái việc là hoàn hàng. Hoàn hàng á,
hủy hàng á, thì khi mà em có cái sự xác nhận đơn hàng như thế này á, là em có cái lòng tin ở cái shop này hơn. Em cũng là những người đàng hoàng, người ta cũng khó khó mãi lắm nha. Những người mà gọi là hay bơm hàng hay hay cái gì á, thì khi đã có xác nhận được cái đơn hàng mới như thế này rồi thì ngay tôi cũng có sự suy nghĩ lại, cho nên là nó sẽ hạn chế được cái việc là hoàn hàng, hủy hàng, hoàn hàng á. Đó, hoàn hàng là sao? Trong quá trình đơn giao nè, trong quá trình đơn giao thì mình cũng có một cái tin nhắn xác nhận cho người ta, thì người ta biết là đơn hàng đang đến tôi như vậy, người ta sẽ chờ máy, người ta canh, chứ người ta không có ví dụ bỏ đi du lịch hay gì đến dẫn ra cái câu chuyện là không có mặt tại chỗ đó để mà nhận hàng. Thì cái việc mà hoàn hàng qua trở về nó là chuyện đương nhiên, đúng không? Thì đó, OA á, ZNS nó sẽ hạn chế cái câu chuyện hoàn hàng rồi. Cái này thì đơn hàng mới hạn chế câu chuyện hủy hàng ha. Đó, em có thể nói với khách những cái vấn đề này. Đó, mấy các bạn mà muốn upsell này kia hãy tìm ra những cái gọi là cái điều đặc biệt, những cái điểm đặc biệt của mỗi cái tính năng như thế này để chúng ta thuyết phục khách hàng bằng cách đó. Ok ha, đây là chỉ là phần cái quản lý OA của mình thôi. OAS này hiện tại đang có một cái, trong tương lai là có nhiều cái. Qua anh set SMS cũng tương tự như vậy. Phần thương hiệu và mẫu, lịch sử yêu cầu mẫu SMS nha. Đây, bạn xem này, những cái nội dung này đúng mà. Đó, mẫu ha, khi mà mình có mẫu, đăng ký mẫu rồi á, thì mình tạo ra chiến dịch tương tự như cái anh lúc nãy thôi, dễ lắm. Một lần hoặc là kích hoạt sự kiện này, được không? Khách hàng đặt lại mật khẩu này, khách hàng tạo tài khoản mới này, hôm nay là sinh nhật khách hàng. Thì bạn upsell, bạn muốn up theo cái hướng nào thì hãy tìm hiểu kỹ khách hàng của mình có cần thiết những cái chiến dịch này hay không. Nhiều khi người ta không cần SMS, người ta cần ZNS, tại ZNS nó rẻ tiền hơn. Bản chất là ZNS nó ra sau á, nó có sự gần gũi với khách hàng hơn. Em gửi được hình ảnh, em gửi được cái gì logo các kiểu, test hình ảnh logo ký tự của nó cũng cho nhiều hơn SMS nữa. Và bên cạnh đó là em làm gì được, em tư vấn được, người ta có cái sự phản hồi được với em tương tác được trên OA mà. Đó, họ phản hồi được nha. Còn cái SMS này em phản hồi lại đâu có được đâu. Rồi mình xong cái câu chat rồi, mình tiếp nha các bạn. Chết rồi, còn nhiều quá, chị không biết là chị có làm kịp cho các bạn đến 12 giờ không nữa. Đó là phần câu chat. Rồi bây giờ mình quản lý đơn hàng trên bot nha các bạn ha. Mình sẽ đi hết luôn á, bot rồi web rồi đồng bộ những cái đơn hàng đến từ sàn ha, quản lý đơn hàng từ sàn thương mại điện tử nữa nè. Bây giờ social rồi mình đi qua tí bot nha. Rồi bot thì các em sẽ vô trong phần đơn hàng và em chạy xuống phần POS bán hàng ngay tại quầy. Rồi em mở ra, em sẽ thấy là nó sổ ra một trang mới. Đây chính là cái trang mà để chúng ta giống như là để ngay quầy lễ tân á mọi người. Rồi lên đơn ha, chọn cho sản phẩm, sản phẩm này có phân lô được chưa ? Chúng ta phải lấy trong lô ra, phải xác nhận lô. Rồi khách hàng này là người quen của bạn không hay là khách vãng lai? Nếu khách vãng lai thì không cần thấy các bạn điền tên ở đây. Còn nếu khách hàng mới và yêu cầu là chúng ta tích hợp vào đạo khách hàng mới này. Đó, mình nhập tên số là gây cho khách hàng. Được chưa? Đó thì trong hệ thống nó sẽ lưu một cái data khách hàng mới này. Còn thôi khách hàng này là khách hàng cũ quen rồi. Thành viên luôn này. Đó, họ muốn gọi là kết hợp, kết nối cái tên họ vào đây để làm cái gì? Để họ nhận được điểm. Đây, mua thêm 10.000 nữa để nhận được một điểm. Rồi, cái hệ thống này đã đang xét tới 100.000 mới được một điểm. Rồi tổng số điểm có thể tích điểm trong đơn hàng này là một điểm. Ok, được không? Giao hàng. Em muốn giao hàng hay không? Em click vào ô giao hàng. Có nhiều khi là cái sản phẩm của mình là bánh kem hay là những cái sản phẩm mà có thể là rủi ro trên quá trình vận chuyển thì cửa hàng họ cũng tình nguyện họ giao hàng tới cho khách, hoặc là khách yêu cầu giao hàng. Giao hàng về nhà thì khách trả cái phí này thôi ha. Đó, hoặc là khách muốn mua bánh kem tặng cho sinh nhật của bạn bè khách gì đó. Rồi, được chưa? Sử dụng điểm không? Đó, hiện tại là mình đang có 10 điểm đúng không? Thì mình sử dụng 10 điểm hết, trừ 10.000. Hoặc là mình sử dụng 5 điểm thôi. Cái chỗ điểm đó là về cái điểm
điểm quy đổi từ ngân Tức là hàng. nó thì cái chỗ bên dưới tổng thì có thể được tính là ngân hàng Đúng đúng đúng, bên trong hệ thống mình xét ra. sẽ Ừ có cái ừ. điểm quy đổi và cái điểm tổng Đúng thì đúng nó đúng. Rồi rồi, sau cái này chị quay vô chị nói luôn. Nha. Rồi em lên đơn này. Thì lưu ý giùm chị ha, cái phần giao hàng này á là mình có tích hợp được với lại những cái đơn vị vận chuyển rồi nha. Ngày xưa thì không có mà bây giờ là đã có rồi. Social cũng vậy luôn, tích hợp tất cả app, web, social, cái POS này đều có tích hợp đơn vị vận chuyển thứ ba hết. Cho nên yên tâm nha. À, khách hàng hỏi cũng biết nói nha. Rồi, tương tự phương thức thanh toán cũng vậy, mở lên thì nó lên thôi nha. Rồi, tiền mặt này. Ok này. Tổng số hàng phải lô phải là mua à. Hồi nãy là mình lấy tăng số lượng này lên rồi. Để thì trừ lại cho nó nhanh đi. Đó. Hiện tại nó đang báo lỗi để chị kiểm tra một chút nha. Báo lỗi nhưng mà chưa thấy hiện lỗi ở đâu hết trơn. À, mọi người demo nếu như mà gặp lỗi mọi người cứ bình tĩnh, từ từ giải quyết không vấn đề gì hết. Ở một là lý do là cái cửa hàng của mình nhiều người đang truy cập cùng một lúc. À, đại vì đây là cái app, cái tài khoản demo ha. Hoặc là trên cái sản phẩm đó nó đang gặp vấn đề, hoặc là chính cái bot này á bên Rodex đang có sự điều chỉnh gì đó chẳng hạn ha. Rồi, bạn xem nha. Mình mới vừa tạo thành công một đơn hàng rồi ha. Làm lại cái hồi nãy coi. Nhiều khi là nó lỗi, nó sẽ không có cho phép bạn tạo ngay thời thời tại thời điểm đó. Hồi hôm qua chị demo á, mà nó còn không có lên cái anh dịch vụ mua xong đơn nó không có lên luôn. Rồi mãi rồi mình chạy xuống dưới kia thì bắt đầu nó mới lên. À, đó thì để chị kiểm tra lại cái sản phẩm này như thế nào. Rồi khi mà em đã có đơn hàng rồi thì em biết đơn hàng chui vào đâu không? Đây, nó chui vào vị trí này đây. Nha, danh sách đơn hàng. À, hệ thống của mình sẽ đồng bộ đơn hàng vào một cái cột này, duy nhất ở cái cột này thôi, cột đơn hàng. Em sẽ thấy được tất cả những đơn hàng ở đây. Nha, đơn hàng bot hồi nãy này. Được chưa? Đó. Tại sao là đã để cái chữ là đã giao hàng các bạn? Tại vì họ mua ngay tại bot. Còn á, cái anh hồi nãy trên social này. À, anh chờ xác nhận nè. Được chưa? Rồi. Chị phải là người vô xác nhận đơn hàng này thì mới có người qua lấy hàng và đem giao. Nếu chị không xác nhận là đây là một đơn treo ha, cứ để hoài vậy á. À, trong quá trình mà chị muốn xác nhận là chị muốn sửa thêm đơn này, chị sửa đơn đây, chị sửa đơn ví dụ như là họ yêu cầu là gói quà, chị thêm chi phí, thấy không, chị bấm vào chi phí rồi chị thêm chi phí. À, gói quà đó, gói cái bánh cho đẹp đẹp nha, cộng thêm 20.000 nữa. À, ví dụ là vậy ha. Xong chị luôn thì em thấy nó sẽ ăn vô cái chi phí là 20.000 đồng, đúng không? À, rồi chị luôn, nếu như cái đơn hàng này được xác nhận rồi chị không thể nào sửa cái phần sửa đơn hàng được hết. Nhớ nghe, in đơn này, in phiếu vận chuyển hoặc là in biên lai, được không? Phiếu vận chuyển là cái gì? Cái này để dán lên cái thùng hàng á, để cho ship họ biết á. Phiếu vận chuyển và cái người nhận họ cũng nhìn ra được là à, đúng là cục hàng của mình hay không nha. Cái phiếu vận chuyển nó rất là đơn giản. Nhớ là mọi người ha, mình phải có kết nối với lại máy in ở đây, được chưa? Và mình chọn này, ô này, copy một này, đó, bình in ra thôi. Rồi, còn lại cái anh còn lại là bill. À, nếu mà mua tại POS thì chúng ta có in bill ha, in bill ra cho khách này. Rồi vô trong đây nè, muốn thêm gì thì thêm, click chọn vô thôi. Tại vì cái phần này là cái mẫu này là họ thiết kế xong hết trơn rồi. Chữ ký này, thêm cập nhật SKU ngày tạo. À, ví dụ là vậy ha, in. Đó. Ra một cái mẫu như thế này. Đây, một cái mẫu như thế này. Rồi, đấy. Rồi. Xác nhận nha, xác nhận là xong. Em không có được phép mà gọi là sửa nữa đâu. Rồi. Rồi, chờ người ta tới giao thôi. Rồi quay lại. Trong cái phần đơn hàng em lọc, em có cái bộ lọc ở đây. Em lọc được chi nhánh nha. Em lọc nhân viên. Được chưa? Đó, chọn coi nhân viên nào bán được nhiều đơn nhất. À, em lọc cộng tác viên. Đó, nhân viên và cộng tác viên khác nhau nha. Nhân viên là cái người trực tiếp trong cửa hàng của em, còn cộng tác viên á, là có thể là ảnh này ảnh làm drop ship nè. Đó, cộng tác viên cũng cho vô đây để mà lọc được luôn, để coi biết bạn nào đang có doanh thu tốt, à, bạn nào đang bán được nhiều đơn đó, gì đó.
số lượng sản phẩm này, sản phẩm nhỏ hơn hoặc bằng đó đó, thì mình lọc theo những cái phần này ha. Thì chị thuộc tâm, ví dụ số lượng sản phẩm của chị bán em muốn mong muốn là lọc trong cái khoảng như thế nào, bao nhiêu, được chưa? Hoặc là em để tất cả nó sẽ dễ hơn. Số lượng này, nền tảng, phương thức thanh toán, phương thức vận chuyển rất là nhiều nha, trạng thái thanh toán giảm giá, thẻ, được không ạ? Thiết lập lại. Rồi. Thiết lập lại là sao? Nó sẽ về lại cái phiên bản ban đầu hết. Nó để tất cả hết cho bạn này. Được chưa? Rồi. Ở đây chúng ta có thể xuất đơn hàng được. Xuất nha. Xuất theo gì? Theo đơn hàng. Theo đơn hàng, theo sản phẩm. Đó, thử nha. Chọn sản phẩm vô. Được chưa? Ví dụ chọn sản phẩm này, xuất. Đó, dữ liệu được gửi qua email của bạn, vui lòng kiểm tra email của bạn. Đây. Em xuất đơn hàng em nè, chị mới vừa nhận được email rồi ha. Nó sẽ gửi qua email. Sản phẩm được bán bởi đối tác. Được chưa? Đó, xuất file thành công. Lịch sử xuất này. Đó, một là em sẽ chạy vào email em lấy, còn nhanh hơn đó là em vào lịch sử xuất. Đó, em sẽ xem ra được. Đây, xuất thành công. Đó. Đơn hàng theo sản phẩm. Đó, đơn hàng. Mở lên. Đó, họ sẽ cho mình ra một cái file Excel như thế này. Theo cái sản phẩm này thì có một đơn thôi. Bánh bao nhân đậu gì nè. À, thì á, tại sao lại chị lại có ít như vậy? Là do là chị chưa có chọn thời gian. Anh thấy không? Ngày tạo đơn nè. Được chưa? Mình chọn lại cái thời gian. Đó, chọn lại thời gian, được phép chọn lại thời gian để xuất cái danh sách nó dài dài ra thêm. Được chưa? Hoặc em cũng có thể là em chọn theo ngày duyệt hoa hồng đối với những cộng tác viên này. Đó. Rồi, ngày cập nhật ha. Rồi. Nhìn đây, có một cái răng cưa ở đây. Cái chỗ nãy chị mới click vào ha, có một cái răng cưa ở đây. Đó, cho phép em tùy chỉnh lại bộ lọc. Thêm vô. Thì cái thêm này nhiều hơn thì nó sẽ rối hơn thôi ha. Đó. Em chọn mở rộng nè. Đó, ở đây bộ lọc dữ liệu nè. Em muốn cái nào, em cần cái nào để cho nó đem ra ngoài thì em chọn vô đây. Để cho dễ thấy. Còn không thôi thì mình không cần thiết xem mấy cái này thì mình tắt nó đi. Được chưa? Chi nhánh. Đó. Rồi thông tin đơn hàng này, ngày duyệt, chi nhánh, điểm tích lũy nè, luôn. Và khi mà em mở ra như vậy á, là ở trên đây nè. Nó sẽ dài 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 ra luôn á. Ha, nếu mà em tích hết, nó dài 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 ra luôn. Được chưa? Đây là một cái bộ lọc mà nó không có rút gọn. Hồi nãy có nhớ chị chọn bộ lọc mở rộng đó, là nó sẽ hiển thị tràn lan trên màn hình. Còn không thôi em chọn bộ lọc thu gọn đi cho nó dễ. Thu gọn lại, em sẽ không còn thấy những cái mà chị mới mở nữa. Nhưng mà nó sẽ xuất hiện cái phần bộ lọc ở đây. Nó ok hơn, thiệt sự. Nha. Rồi. Tùy ha, thứ khách hàng của mình yêu cầu cái gì mình mở cái đó cho người ta thôi. Rồi. Câu mua là gì? Một cái sàn thương mại điện tử của mình. Mình có build cái câu mua này ra để làm cái gì khi mà ai mà có đơn hàng hợp tác với GoSale của mình, nó mở cửa hàng với GoSale á, thì họ cũng được phép lên cái sàn câu mua để mà họ bán, và mình không có tính hoa hồng gì của người ta hết trơn á. Rồi, kết hợp Shopee. Đây, đơn hàng của Shopee, đơn hàng của TikTok, đơn hàng của Lazada. Ha, nó đều chia ra ba tab rõ ràng như vậy luôn. Nha, những cửa hàng nào mà nó bán trên sàn gọi là nhiều á, nó sẽ quan tâm đến cái phần này lắm, để mà nó xem đơn về như thế nào. Ok ha. Rồi, chị làm đơn tới cái anh web. Rồi, chưa chị cái đơn dịch vụ á, chị nói luôn ha. Cái đơn dịch vụ đặt chỗ nè. Rồi, đặt chỗ chúng ta cũng có post cho đặt chỗ luôn hả bạn ha. Đặt chỗ cũng có post ha. Nhớ nha, cho sản phẩm thì mình đi vào trong đơn hàng và mình chọn tới post bán hàng ngay tại quầy. Còn đối với lại cái anh dịch vụ á nha, mình cũng có post cho dịch vụ luôn. Mình vô phần đặt chỗ, xong rồi mình đến post mua dịch vụ tại quầy, nó cũng sẽ sổ ra một cái trang kế tiếp cho các bạn. Thì trong đây á, mình chỉ toàn là những cái dịch vụ không thôi. Hôm qua chị Ly đã hướng dẫn các bạn tạo ra một cái dịch vụ rồi đúng không? Rồi, tiệc buffet nè, trà chiều nè. Rồi chọn địa điểm này cho người ta nè. Ví dụ người ta đến ngay tại cửa hàng luôn và người ta muốn đặt chỗ, thì mình cũng có post để mà mình đặt cho người ta. Ok không?
À, thời gian cho đến 15 giờ một người ha, thêm. Rồi. Bỏ tên khách hàng vô cho có điểm. Rồi. Xong. À, bạn có thể mở nhiều đơn hàng. Tương tự giống như cái anh hồi nãy á, đơn hàng của mình á, sản phẩm á, cũng có quyền là mở nhiều cái đơn hàng cùng lúc được luôn. Được chưa? Rồi, cái gì nữa? Cái chỗ quét này, mình có kết nối máy quét, mình sẽ quét lên đơn cho khách. Còn nếu mình không có máy quét, à em có thể hướng dẫn khách là dùng GoSeller nha. Cái app này hoàn toàn miễn phí bên mình build ra để giúp cho họ quản lý từ xa được cái cửa hàng của họ. Hoàn toàn không có tốn tiền nha các bạn ha. Các bạn lên trên CH Play hoặc là cái Apple Store, các bạn cũng sẽ thấy nha. Gõ vô GoSeller nè nè, cái biểu tượng màu xanh xanh này nè. À, GoSeller là mọi người cũng sẽ thấy nha. Thì khi mà lên GoSeller như thế này rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái gọi là cái máy quét ở trên đó. À, để chị kết nối vô cho các bạn coi sơ luôn đi. Bài này các bạn sẽ được học sau. Nhưng mà bây giờ chị nghĩ là đang lên đơn hàng á thì cho các bạn coi luôn. Có ai muốn đi vệ sinh hay gì thì nói chị nghe. Rồi, lên rồi. Đây nha các bạn nha, GoSeller này. Rồi nhìn giùm chị ha. Đây, mình build ra cái app quản lý doanh nghiệp từ xa cho họ. À, ví dụ họ đi du lịch xa, thay vì họ phải cần cầm desktop theo hay gì đó để mà quản lý xem cửa hàng của họ, à, hoặc là họ muốn thì họ truy cập cái domain app, gọi là cái domain admin á, bằng cái điện thoại của họ cũng được, nhưng mà nó sẽ không bao giờ tiện bằng mình mở một cái app ra. Gì vậy? Đợi chị xíu ha. Đợi chị chút nha, chị nhập cái tài khoản để chị vô. Rồi, rồi bạn nhìn giùm chị nè ha. Không, đây là cái giao diện của GoSeller của mình đó. Thì đó, khi mà người ta muốn muốn gọi là thay thế một cái máy quét để mà người ta lên đơn cho khách á, thì ở đây các bạn nhân viên đó, các bạn có thể là quét mã vạch sản phẩm ở đây này. Đó, bạn chọn vô bạn quét mã vạch sản phẩm ha. Hoặc là bạn tạo đơn hàng mới như thế này ha. Đó, ví dụ là bạn không có muốn dùng ở trên đây thì bạn sẽ dùng bằng cái điện thoại của bạn để mà bạn tạo đơn hàng mới ở đây cũng được cho khách ha. Đây cái chỗ này nè, à, máy quét này. À, mở lên đó thì quét cái mã vạch sản phẩm để cho nó ăn đơn vô thôi. Hoặc là trong cái trường hợp mà cửa hàng mình bị cúp điện hay cái gì mà người ta xài những cái thiết bị mà không phát wifi được á, đó, thì người ta sẽ dùng cái điện thoại mình phát lên 4G ha, mình có 4G thì mình phát lên để mà mình không để miss một cái đơn hàng nào hết nha, cũng được nha. Rồi nhớ ha các bạn ha, thì cái bài GoSeller này các bạn sẽ được học ở cái bài cuối cùng đó. Rồi chị chỉ coi cho các bạn coi sơ qua vậy thôi. Rồi bây giờ mình đến với lại ha, sẵn đang cầm điện thoại chị đi tới cái đơn hàng từ app luôn nha. App này là app thương hiệu, bạn phân biệt ha giùm chị ha. App lúc nãy gọi là app quản lý từ xa GoSeller, còn bây giờ là app thương hiệu, là app cá nhân riêng của cửa hàng á, app cá nhân riêng của cửa hàng để cho khách người ta lên người ta mua, thay vì là họ mua từ website thì bây giờ là họ tải cái app này về. À, đó. Nó mỗi lần mà đi xuống 7-Eleven là các bạn đó hỏi chị là muốn tích điểm hay không. Nếu mà muốn tích điểm thì tải app về.
Đấy, thì đây chính là một cái chìa khóa để giữ chân khách hàng rất là hiệu quả nha, và đồng thời là cũng tăng cái độ nhận diện thương hiệu nó được tăng cao lên nữa. Khi mà một khi em đã tải một cái app của cửa hàng nào về rồi thì đảm bảo là em đã là một khách hàng trung thành rồi đó. À, em đi Bách Hóa Xanh, em có tải cái quà tặng VIP không? À, tải về để mà mình đi đi hàng ngày mình tích điểm vô đúng không? À, rồi bây giờ ha, xin lỗi, mở lên này, đây đây là app bên chị nha. À, ha, thì giờ người ta vô người ta mua, chị lấy ví dụ như là chị mua mua bánh này đi, mua ngay. À, chọn chị nhánh nè, rồi chị tiếp tục nè. Rồi đó, chị đã đăng nhập vô cho nên là nó có cái thông tin ở đây. Nếu mà chị chưa có đăng nhập thì chị sẽ không có thông tin ở đây ha, buộc lòng chị phải đăng nhập cái địa chỉ chị vô, số điện thoại chị vô nha. Bây giờ là chị có thông tin rồi ha. Rồi ví dụ có giảm giá thì điền giảm giá, có điểm thì sử dụng điểm, rồi thanh toán khi nhận hàng, ok, COD. Rồi, chọn lại thanh toán khi nhận hàng. Ở chỗ này, đó là phương thức vận chuyển, không có phương thức giao hàng nào khả dụng cho địa chỉ của bạn. Là hồi nãy mình có mở chưa? Rồi, mình vô mình kiểm tra ha. Thì nó nói như vậy, mình phải bắt buộc mình vô, mình vào lại trong admin của mình. Mình kiểm tra coi hồi nãy mình có bật lên chưa? À, từ vận chuyển nè, sao bị tắt vậy? À, luôn. Rồi bây giờ phải làm lại. Đó ha các bạn ha, lưu ý ha, nhiều khi người ta không mua hàng được là do cửa hàng mình chưa có chịu mở cái phương thức giao vận. Rồi. Ha, à, quên chị quên, xin lỗi xin lỗi. Đây là dịch vụ ha, là sản phẩm dưới này. Mua ngay, mua, rồi tiếp tục thanh toán khi nhận hàng, đúng rồi nè. Rồi nó vẫn chưa có nó hơi mạng, nó hơi chậm chút xíu, nó chưa có ăn qua các bạn. Khi nào mà nó hiện chỗ phương thức thanh toán này lên thì bạn mới nhấn vô đây, bạn nhấn vô đây bạn chọn được ha. Đó, xong sau đó bạn bấm nút đặt hàng thôi. Đó, nó rất là đơn giản, đặt hàng ở chỗ này thôi. À, và cái đơn hàng từ app đó, nó cũng sẽ chạy vô cái anh đơn hàng này. Đó, chạy vô cái anh đơn hàng này luôn nè. À, chọn bộ lọc ra ha, nền tảng nè, ứng dụng là nó đó các bạn, website là web ha, ứng dụng là app thương hiệu đó. Ở trong đây nó sẽ ghi là ứng dụng, tại cửa hàng là POS, đó, Go Social là mấy anh này nè, đó, landing page nha, có landing page nữa nha. Đó, tại vì mình có ra những cái là mẫu landing page dùng để bán hàng luôn, có nghe, thu thập data bán hàng rồi kể chuyện này kia các thứ trên đó nữa ha. Rồi app của mình đó. Thì các bạn có cái tài khoản app của các bạn, các bạn tải về ha. Xong rồi các bạn vô các bạn khám phá từ từ trong đây ha. Thì giao diện nó cũng y chang website à, tại vì khi mà bạn tạo ra một cái website á là cái giao diện đó bạn dành cho app luôn. Rồi, bây giờ chị đi tới cái website nha. Đây, đây là cái website của bên chị ha. Trang chủ này, sản phẩm dịch vụ, blog rồi kia các thứ. Rồi, bây giờ mua hàng trên website nó sẽ như thế nào? Rồi, chị mua, chị đặt lịch luôn đi ha. Chị đặt lịch, cái lát nữa chị mua hàng luôn. Đặt lịch nè. Rồi, ok, đặt lịch ngay. Rồi, tiếp tục. Rồi, tiền mặt ha. Rồi cái người này là chưa có thông tin gì hết này. Điền thông tin cho người ta này. À, email nếu mà không cho lại thì cũng không sao. Nhưng mà phải có số điện thoại mới giao hàng được nha. À, mới xác nhận được nha. Tại vì chị đang ở cái phần mà đặt lịch đó, là bạn phải có số điện thoại, tên đó, ít nhất là phải có hai cái đó để mà xác nhận. Rồi, đơn hàng. Dịch vụ của ta. Rồi bây giờ tới đơn hàng này. Đơn hàng dành cho sản phẩm này. Best seller. À, mua thử best seller kìa.
Rồi, mua ngay ha. Đó tùy họ, họ chọn chi nhánh nè. Đó nhiều khi là họ gần cái chi nhánh nào thì họ chọn vô cái chi nhánh đó để mà họ đỡ được cái phí ship nha. Rồi, đơn vị khi các thứ tiếp tục. À, giao diện của bên mua hàng đó các bạn. Rồi, có khuyến mãi gì không? Có khuyến mãi chọn vô ha. Đây, điều kiện là gì? Giảm 50%. Rồi, coi có thành công không? Ở cái người này chưa đủ điều kiện để mà vô được cái mã đó. Nếu mà bây giờ họ dò mấy mã trong đây mà họ thấy thấy là mình có đủ điều kiện đó, áp vô thử, nhập được. Rồi. Rồi nó vẫn chưa có link qua cái phương thức vận chuyển. Thì cái mã có thể là nó sẽ lắc nha. Nó sẽ chưa ăn trên hệ thống cho nên là không sao. Mình cứ đợi từ 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 nó sẽ ấy. Đó, hoặc là mình có thể kiểm tra lại, kiểm tra lại. Đó. Rồi, thì khi mà bấm hoàn thành đơn như thế này, nó sẽ chạy vào trong đơn hàng, tương tự như vậy, chạy vào trong đơn hàng nha. Ở đây chị kiểm tra lại coi là hồi nãy là gạt lên rồi nó có ăn chưa. Việt Nam đã chọn rồi. Nãy là chọn đầy đủ nè. Bỏ lại. Đã chọn tất cả rồi nè. Đó, vậy thì đây là ở cái vấn đề là thời gian thôi, bạn đợi chút xíu thôi. Đó, nó nghĩ nó hiểu chọn tất cả là tôi có nghĩa là chọn hết tất cả tỉnh thành trong nước Việt Nam mình luôn rồi. Nha. Rồi. Ok. Đó là đơn hàng đến từ website. À, còn landing page thì sao? Bạn xem nha. Rồi, landing page này. Top 3 thì landing page các bạn cũng sẽ được học chi tiết luôn. Yên tâm đừng lo ha. Đó, khi mà mình mở ra một cái landing page mới để mình thiết lập, nó sẽ có tiêu đề trang, mô tả trang. Đây, ở trong đây chọn mẫu giao diện. Cho khách được quyền tự do chọn mẫu giao diện của khách thích, hoặc là khách biết về code HTML, khách có quyền khách thay đổi, khách chỉnh sửa lại hết, thậm chí là họ đây đây, họ đang chọn trên một cái mẫu như thế này và họ sửa luôn cái HTML nó nằm ở đây. Được chưa? Sửa lại được hết nè, mở ra. À, đó muốn code chỗ nào lại hay gì đó thêm hiệu ứng lấp la lấp lánh vô tùy họ. Nếu như họ có một cái đổi code, còn không thôi thì sao các bạn? Thôi. Ha, điểm thôi thì thôi. Không thôi thì họ có thể là thuê bên mình, được không? Thuê bên mình để mà mình code ra đó. Thì mua hàng trên landing page nó cũng tương tự giống như là website vậy thôi, chẳng qua landing page nó cũng giống như website, tuy nhiên nó không có nhiều trang như website đó. Nó có một trang thôi, một trang duy nhất thì nó được gọi là landing page, được chưa? Bài này các bạn sẽ học chi tiết sau. Rồi tiếp. Rồi, mình đi qua đến cái phần tiếp theo à, là chính là khách hàng. Sau khi đơn hàng đã thành công rồi thì bây giờ là mình phải có khách hàng ha. Mình có khách hàng rồi, mình quản lý khách hàng như thế nào nha. Rồi, có cái phần tổng đài nữa. Để chị vô phần tổng đài một chút. Rồi. Tổng đài thì chúng ta sẽ phải lấy tài khoản khác. Tại tài khoản này nó không có tổng đài. Ok, đã nhập. Cái yêu cầu để mà khách hàng mua được tổng đài là ngày trước đó, là khách hàng phải mua những cái sản phẩm ở trong đây rồi, những cái Google kia kiểu đó, thì mới mua được cái tổng đài này. À, đâu rồi? Ủa? À, các bạn bị lắc nữa sợ thiệt chứ. Không sao, mọi người vẫn cứ bình tĩnh nha chị nha. Đi demo cho khách là cứ bình tĩnh, từ 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 từ, bạn chắc chắn nó nằm ở vị trí đó thì nó nằm ở vị trí đó. Hồi nãy á, mình đâu có thấy tổng đài, bây giờ mình ép năm cái nó ra tổng đài. Ok nha, nhớ nha các bạn, cứ bình tĩnh làm từ từ, mạng nó lắc nó trốn mất chứ không có gì đâu. Rồi tổng đài nè, rồi khách của mình quản lý được những cái cuộc gọi hội thoại. Họ có cái bộ lọc ở đây, những trạng thái thành công nha.
dò ra những cái cuộc hội gọi hỏi nó thành công ha, nè những cuộc hội thoại nó không được ghi âm này, có những cuộc gọi thoại nó được ghi âm lại này. Ha, thời lượng cuộc gọi ở đây là bao nhiêu giây, bao nhiêu giây, bao nhiêu giây, thì á cái khúc này á, họ xem được cái KPI của nhân viên là có đạt được KPI chung ha. Ví dụ yêu cầu là phải là gọi ít nhất là 10 phút, nhưng mà ở đây là mới gọi được có 9 giây, nhiều khi là bên kia cái máy cái bụp mất tiêu ha. Thời lượng nè, dò theo thời lượng nó theo số phút, theo số giây đàng hoàng luôn ha, đó cụ thể là bao nhiêu bạn dò ra được ha. Đó, ví dụ là giờ chị để nha, 10 phút, 10 phút không không ha, chị dò bằng 10 phút không không, không ai không có ai nói được tới 10 phút không không, tại vì cái tài khoản demo chắc chắn cũng sẽ không ai nói được tới 10 phút hết, được không? Loại cuộc gọi này, cuộc gọi đi, cuộc gọi đến này. À, em check xem là cuộc gọi đi coi là nó bằng, nó có bao nhiêu cuộc gọi đi ở đây ha. Ví dụ là thời gian của mình là đang chọn trong 1 tháng đi đó, đó. Có cái mốc thời gian ở đây luôn nữa bạn đây đâu mà rồi, câu kho nó đơn giản vậy thôi. Tuy nhiên á, liên quan đến phần khách hàng á, chỗ này mới ấn tượng này. Đây, tất cả khách hàng của mình ha, em thấy được là có cái nút gọi đây nè, thì Go Call chính là cái tổng đài ảo, chỉ là tổng đài ảo thôi, nó không có giống như là tổng đài truyền thống ngày xưa ha, cái gọi là điện thoại bàn hay hay gì đó, thì những cái line đầu số thì mấy bạn phải ngồi gọi là gõ phím em gọi khách hàng, bấm nút xong rồi gọi khách hàng, thì ở đây á, là mình dùng hoàn toàn ở trên cái máy tính của mình nha. Thì hiện tại công ty mình đang dùng Bitix ha, đó là cái tổng đài ảo được chưa ha. Thì gọi bấm gọi khách hàng ở chỗ này, gọi khách hàng chỗ này, ví dụ giống như anh khách này gọi xong rồi, chỗ này từ đầu nha, chủ shop phải là người chỉ định nhân viên trước cái đã, giống như là bây giờ ha, chị có anh đây anh Cường đi, được chưa? Anh Cường sẽ chịu trách nhiệm cho cái vị khách tên là khách lẻ, tuyển khách lẻ kỳ quá, Hồng Nhi, vị khách này tên là Hồng Nhi ha. Thì cái bạn Cường này bạn được phân là sẽ hỗ trợ cái chị Hồng Nhi này, kết nối với chị này để chốt sale hay là chăm sóc lại chị này các kiểu kiểu gì đó ha. Thì cái tài khoản của bạn Cường khi bạn đăng nhập vào hệ thống Google Sale nha, nó có 2 tab, một tab là dành cho quản trị viên là cái người mà chủ shop đó, còn một tab còn lại là dành cho nhân viên. Thì nhân viên chúng ta phải đi theo đúng hướng, đúng cái đường của nhân viên là phải chọn cho tab của nhân viên và đăng nhập vào trong hệ thống này nha. Anh Cường thì anh được phân cho cái quyền là quản lý khu vực khách hàng, thì anh chỉ thấy duy nhất những người cái cột khách hàng này thôi, còn lại những cái cột khác ở trên này anh không thấy. Ok các bạn, lát nữa chị trình bày sau về cái phần phân quyền cho nhân viên này ha. Bây giờ Cường được phân cho nhân viên này, chị Hồng Nhi này, Cường mở ra, Cường thể sẽ thấy chị này, và sau đó Cường gọi cho chị này không bắt máy, anh Cường đây sẽ để lại trạng thái là không liên lạc được, được chưa? Ví dụ anh Cường này thấy chị này tiềm năng, anh chị Cường sẽ ghi chú lại là khách hàng tiềm năng đó. Thì cái việc mà ghi chú lại như vậy nè, người chủ họ cũng xem được luôn ha các bạn ha, người chủ họ cũng xem được về cái trạng thái này đó, hoặc là người chủ sẽ chỉ định cộng tác viên. Thì cái người khách này ông chủ anh muốn đưa cho bạn cộng tác viên trí để bạn cái cộng tác viên này bạn take care khách hàng nhiều hơn đó, chẳng hạn là vậy. À, còn không thôi thì thôi, được các bạn bỏ ra rồi lưu lại. Rồi trong khách hàng này chúng ta còn có gắn thẻ được nữa ha, thẻ này chị lấy ví dụ khách khách VIP đi, VIP ví dụ là chị gắn cho anh khách này một cái thẻ VIP, chị lưu lại nha. Rồi lúc nãy em thấy ở trong phần câu chat á, nó cũng có gắn thẻ cho khách hàng nữa nha, đây một thẻ này được không ạ? Ở đây em muốn thêm thẻ VIP ha, đó VIP có rồi nè, giờ em muốn thêm thẻ gì đó, em sẽ tạo ở đây ra em thêm vô nha. Đấy rồi, vậy thì bây giờ đây là khách VIP đúng không, em sổ ra 18 thẻ này nè, rồi em chọn vô VIP nha. Thì thẻ nào mà được chọn á, nó sẽ màu xanh lên, còn những cái thẻ nào mà không được chọn á, thì nó lặn xuống nha. Ok không? Đó, khách VIP này. Rồi, xong rồi đó. Gắn như vậy là xong rồi. Rồi. VIP. Ok ha. Đó. Thì bắt đầu
bắt đầu em mới vào cái phần gọi là phân nhóm khách hàng, gom lại tạo ra một cái phân nhóm, ví dụ khách VIP, VIP nha. Rồi tất cả điều kiện hay là một trong những cái điều kiện? Rồi giờ em chọn tất cả điều kiện giùm chị. Rồi thẻ VIP, trời ơi quá trời VIP luôn, không biết VIP nào luôn. Cho là hên xui ha. Rồi khách, cái thẻ VIP đó là được gắn tới 10 khách. Rồi 10 khách. Ok, khi em đã tìm ra được một cái nhóm khách hàng rồi thì tiếp đó em làm gì? Làm truyền marketing nha. Bài sau em sẽ được học đó, gửi email, gửi thông báo đẩy đó, hay là tặng những cái mã code khuyến mãi giảm giá kia các kiểu, đưa vào tài khoản của người ta luôn đó. Thì như vậy ha, đây là cách mà phân nhóm tìm ra những cái đối tượng khách hàng à. Ở đây nó có nhiều lắm, thông tin đơn hàng nè, ví dụ giao tại An Giang đó, em muốn tri ân lại những khách hàng của em ở An Giang chẳng hạn. À, em làm ra một cái nhóm vậy, em gom lại hết và em tặng đúng đúng đối tượng nha. Chứ mình cho mã free ship hay mã ưu đãi giảm giá mà sai đối tượng thì người ta cũng không cần thiết, mình cũng không có thu hoạch được cái gì hết. Hoặc là em xem nè, tổng số đơn hàng, chị lấy ví dụ chị bỏ đây bằng không đi, chị chọn cái thời gian là mỗi tháng đi ha, thì nó mang cái ý nghĩa là gì? Số lượng người không có đơn hàng trong 30 ngày qua, đúng chưa? À, một tháng qua người ta không phát sinh ra đơn hàng à, người ta đi đâu? Người ta qua cửa hàng khác rồi, hoặc là người ta chê cái nhãn hàng của mình, người ta chê sản phẩm bên mình. Giờ mình làm sao? Mình gom lại những người mà không có phát sinh đơn hàng vượt quá 500 à, cái tài khoản này nó vượt quá 500 rồi các bạn ơi. Tài khoản này đã tạo ra phân nhóm vượt quá 500 rồi à, lưu ý ha. Sao bớt thân thiết, sao bớt nha. À, không có đơn 30 ngày nha, nhớ các bạn ha. Rồi giới hạn của chúng ta là 500 cái phần nhóm đó. Rồi wow, amazing chưa? Rồi giờ cầm nguyên nhóm này đi đi làm marketing, remarketing trở lại, chăm sóc người ta trở lại ha. Mở ra xem coi là ai. Đây nhiều ha. Rồi ok không các bạn? Rồi ở cái phần nhà cung cấp này chị Ly nói rồi đúng không? Rồi đơn hàng công nợ. Ok, quay lại cái chỗ khách hàng lúc nãy, chúng ta còn xem được tổng quan của khách hàng nữa à. Đó thì thay vì là họ phải qua analytics, Google Analytics để họ xem được số lượng người truy cập như thế nào à, số lượng người khách hàng mới ra sao à, thì bây giờ là mình có tích hợp cái analytics này vào trong cái phần khách hàng ha. Đây có thể được xem là một cái RFM á, đơn giản, ở mức đơn giản để khách có thể là xem tháng này có bao nhiêu người xem à, xem cái gì, xem website hoặc là ứng dụng nha. Đây nó chỉ vô đây thì nó sẽ viết rõ cho em thấy đó, số người dùng đã vào trong website hoặc là ứng dụng. Tuy nhiên em chỉ biết được số lượng thôi, em không biết được là ai hết, như vậy cũng đã đủ tốt rồi à. Nếu như mà tháng này á không người à, nhưng mà khách hàng mới là khách hàng đến từ đâu? Nhiều khi là người ta đến bot của em, người ta đến social của em chẳng hạn à, nhưng mà người ta không vào website hoặc app của em thì ở đây nó cũng không có thu hoạch được. Nên chưa? Hoạt động này, không hoạt động, quay lại ở cái chỗ này á, khi mà em xem quay lại em sẽ biết được là ha, số người quay lại nó phản ánh cái chất lượng phục vụ hoặc là cái chất lượng sản phẩm của mình như thế nào, người ta mới quay lại đúng không? Không người quay lại, không mua hàng quá trời luôn. Được chưa? Đó, mình xem phân tích báo cáo về khách hàng là như vậy ha. Đó, biểu đồ. Rồi, social, quầy, website gì đó à, không có gì hết trơn. Độ tuổi này. Đó, phân tích theo độ tuổi, theo nam, theo nữ. À, độ tuổi nữ này. Đây trong giai đoạn nào, mình có khách ở giai đoạn nào đó. Số tuổi bao nhiêu, trạng thái, kinh và cấp thành viên. Được cho kim cương có một người. À, vậy thì bây giờ mình nhìn vào cái này mình cũng biết được là cần phải kêu gọi khách hàng gọi là thăng hạng à, ví dụ như hạng kim cương à, hạng kim cương thì em có những cái ưu đãi gì so với những thứ hạng thấp hơn à, cái này em phải buộc lòng em phải giải thích ra cho khách nghe. Rồi thôi
Trước khi qua tới cái phần này cho phép chị đi vệ sinh chút xíu nha mọi người. Mọi người cũng sẽ giả lao chút xíu đi. Rồi, chị ơi, alo. Rồi, chị khi nào em vệ sinh vô thì em... chắc bạn đang đi để chị test cho bạn. Thay hệ thống dễ không Vinh? Chị nhắn qua là nhiều thôi đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, bạn chi xong rồi ha. Mình tiếp tục nha cả nhà nha. Bây giờ đi qua đến cái phần mà hồi nãy là Vinh có hỏi về cái mục là khách hàng thân thiết ở điểm thành viên nè, thì mình đi luôn về hai cái phần này. Thì thứ nhất chị kéo qua cái điểm thành viên cho các bạn xem ha. Ở đây á, khi mà muốn kích hoạt cái phần điểm thành viên phải đặt cờ lên nha, nó mới làm được ha, còn không mình tắt xuống là không được nha. Rồi, tích vào cái ô này nó mang ý nghĩa là tất cả điểm của khách hàng sẽ hết hạn sau 365 ngày. Rồi ha, sau 1 năm thì khách hàng sẽ bị loại hết cái điểm đó.
chưa? Đó, cái điểm nào mình mà mình kiếm được, chị lấy ví dụ như giai đoạn bây giờ là ngày 5 tháng 6 thì kiếm được 100 điểm đi. Thì đến đến cái thời hạn 365 ngày ha, nó sẽ trừ hết cái số điểm của chị nếu như mà chị không xài nha. Rồi qua ngày hôm sau là ngày 6 tháng 6 chị sẽ kiếm được thêm 100 điểm nữa nha. Đó thì nó sẽ cộng lên 365 ngày để quyết định xóa mất cái điểm đó cho chị. À, bắt buộc chị phải xài. Thì đây là cái phần mà để chúng ta kích thích khách hàng xài điểm nha. Rồi, hiển thị thông tin điểm sẽ nhận được trên trang sản phẩm, trang dịch vụ nè. Đó thì khi mình đi mua hàng hay gì đó thì mình sẽ biết được là cái đơn hàng này mình nhận được về cho mình bao nhiêu điểm, hay tích vào đây để cho khách biết. Rồi, tới phần tích lũy quy đổi. Bạn thấy nha, à hai cái mục này thì trong tương lai là họ sẽ ra mắt. Còn bây giờ là mình đang có là mua sản phẩm hoặc dịch vụ này với một điểm mà khách nhận được cho mỗi 100.000 mua hàng. À, cái ai có ý nghĩa là như thế này. Đơn hàng đó khách lên được 100.000, khách sẽ được nhận một điểm. Vậy khách có cái đơn hàng 1 triệu đồng, khách được bao nhiêu? 10 điểm. Khách có đơn hàng 1.050.000, khách được bao nhiêu? Vẫn là 10 điểm, chính xác. Ha, cái rule nó là như vậy nha. Không có vụ mà 10 phẩy 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 gì cũng có chuyện đó nha. À, khách chừng nào khách đạt cho đến 100.000 đồng thì mới lên thêm một điểm nữa ha. 1.100.000 đồng khách sẽ được 11 điểm. Ok, tiếp bây giờ quy đổi này. Quy đổi 1 điểm sẽ bằng 1.000 đồng mua hàng. À, đây là cái rule chị viết thôi, nhiều khi người ta chỉ muốn có 100.000 thì người ta sửa lại được chưa. Đây là cái vấn đề khách muốn tự điều chỉnh như thế nào là tùy khách. Một điểm sẽ quy đổi ra là số tiền 1.000 đồng ha, trừ trực tiếp vào đơn hàng như hồi nãy chị có làm cho các bạn thấy. Ok ha. Tiếp. Rồi bây giờ điểm thành viên nó là như vậy. Luôn, nhớ luôn nha. Rồi. Thì á cộng khách hàng thân thiết. Rồi. Thì cái rule bên mình các bạn, sau này các bạn học GoSell á, các bạn sẽ thấy hai bên nó sẽ có cái mindset khác nhau. Bên GoSell á, họ sẽ làm theo điểm số để quyết định cái sự thăng hạng này. Thì logic bên ngoài nó cũng như vậy á, thật sự. Nhưng anh GoSell này ha, hồi nãy là chị nói là F&B nghe. Còn cái anh GoSell này thì chúng ta tạo cấp độ thành viên thông qua cái rule là mình thêm nhóm khách hàng. À, rồi khúc này nè, bây giờ chị tạo ra một cái thứ hạng là hạng bạc. Được, tải hình ảnh lên các kiểu. Rồi, em phải thêm nhóm khách hàng vô đây. À, nhóm này là nhóm đã được tạo ra rồi. Thì bây giờ cái việc phân nhóm lúc nãy, à, bạn nhớ không? Mình sẽ phân nhóm theo cái phân khúc gì? Đây, phân nhóm này. Rồi bây giờ nhìn ha, cái rule của chị là theo đơn hàng đi, theo tổng tiền hàng đi. Rồi bây giờ nè, lớn hơn, à, ví dụ là lớn hơn 3 triệu, 3 triệu. Rồi mở thêm một cái điều kiện nữa, thông tin đơn hàng, tổng tiền hàng, rồi lớn hơn hoặc bằng 3 triệu. Chưa? Lớn hơn hoặc bằng 3 triệu. Rồi. Mình thêm điều kiện nữa không? Không thêm thì thôi. Bạn, ví dụ vậy. Nữa. Vượt quá 500 phân nhóm. Đó, thì như vậy á thì em sẽ gom được số lượng khách hàng nào mà đã phát sinh đơn hàng lớn hơn hoặc bằng 3 triệu đồng ha, thì nó sẽ cho vô một cái phân nhóm. À, nhóm bạc. Thì bây giờ mình cầm cái phân nhóm đó, mình đi qua bên cái anh thành viên á, thứ hạng thành viên. Mình gắn vô. Đây, khách hàng thân thiết. Đó, tương tự mình sẽ tạo ra những cấp bậc này y chang như vậy. Đây. Như vậy ha. Rồi, chị gắn đại vô nha. Chị gắn đại vô đi cho nó có phân nhóm. Rồi, mô tả. Cái việc mà mô tả ở đây á là khách hàng sẽ nhìn thấy được trên cái website nha. Đó, tại vì sao? Khách hàng vào trong cái tài khoản cá nhân của họ nè. Ừ, để chị đăng nhập ha. Rồi, trang cá nhân của họ. Rồi, kéo xuống thông tin đơn hàng này, thông tin của tôi, thông tin ngân hàng, địa chỉ của tôi quản lý đơn hàng này, cái kiểu thông tin thành viên. Nói đây. Rồi ha. Đó, thì ở đây mình sẽ viết ra cho khách này, cái này là viết ít á.
thì mình sẽ dẫn giải ra làm sao để được hạng bạc, làm sao để được hạng vàng. Đó thì được hạng vàng thì chúng ta sẽ nhận được chiết khấu bao nhiêu phần trăm, vấn đề lớn nó nằm ở đây ha. Vậy thì quay lại lúc này, chị cho ví dụ đây không phải là bạc đi, mà đây là kim cương. Ví dụ là vậy. Rồi thì em viết ra điều kiện để đạt được mức độ kim cương là khách hàng phải phát sinh được tổng số đơn hàng được bao nhiêu đó, hoặc là tổng cái tiền mua hàng được bao nhiêu đó ha, để người ta còn biết, để người ta phấn đấu người ta mua. Rồi ví dụ ở chỗ này em cho cái thứ hạng kim cương là thứ hạng cao nhất, khi họ đạt được cái thứ hạng kim cương này đồng nghĩa với cái việc họ có được hưởng quyền lợi ha, họ được quyền lợi cấp độ thành viên, cho nên họ mới phấn đấu họ lên chứ, đúng không? Rồi em giảm cho họ bao nhiêu, 5%, giảm tối đa cho họ là 30.000, cũng lớn nha. Mỗi lần mà mình mua mua đơn, hoặc là em để đây 10% cũng được. Tùy khách ha, tùy khách, khách muốn siết lại như thế nào, khách siết giảm tối đa là 30.000 đồng. Tức có nghĩa là mỗi lần mà họ phát sinh đơn hàng, khi họ đã đạt được đến được cấp bậc là kim cương thì lập tức họ sẽ có 30%, 10%, tối đa là 30.000 đồng. Ok không? Ha. Thì cái chuyện đó là khách hàng muốn thì khách hàng tạo ra, còn không muốn thì thôi. Cái gì mà thách đấu bảo lục gì trời đất ơi. Đại cao thủ cái này giống trong game gì ba? Sao giống trong game vậy? Tôi sợ quá mấy ông tướng này. Mắc cười quá. Lâu lâu mới vô cái account này trời ơi. Cái account này là của các bạn sale á, các bạn đi tư vấn cho khách là các bạn dùng chung một cái app như vậy nè nha. Rồi dễ ha các bạn ha, tạo ra thứ thứ hạng thành viên với lại điểm số cho thành viên rất là đơn giản nha. Rồi vậy bây giờ chị sẽ đi mua một cái đơn, và chị có gọi là đơn hàng công nợ để cho các em biết cái cách mà xử lý những cái đơn hàng công nợ nó là như thế nào luôn. Trước tiên là bạn phải kiểm tra trong đây đã mở cái tính năng công nợ lên chưa, thanh toán kéo xuống kéo xuống kéo xuống, công nợ đã mở rồi ha. Đó công nợ này là cho nhóm khách hàng nào, quan trọng nha, chứ cho tất cả khách hàng là mở lên là ai cũng bấm vô cái nút là công nợ được hết đó. Nguy hiểm lắm nha. Và nói khách ở chỗ này, khách phải tạo ra những cái nhóm khách hàng sỉ của họ, và họ chỉ được phép cho vào cái nhóm khách hàng sỉ đó là được được công nợ thôi nha. Ở ngoài thực tế thì họ cũng như vậy mà, lấy hàng về đào chia ra theo từng giai đoạn để mà thanh toán, chứ đâu ai mà ôm một cục hàng 100 triệu xong mà đưa hết 100 triệu đâu, được chưa? Phải phân nhóm ra, khách sỉ của mình ra. Thì bây giờ chị để tất cả khách hàng cho nó gọn lẹ ha, nhưng mà các bạn hiểu ngầm ở chỗ đó là mình phải phân ra khách sỉ á. Gì tăng trường tuổi thọ hết hàng rồi, quần áo rồi, mua này đi. Rồi thêm vào giỏ hàng rồi. Đó thì có hai hình thức ha, một là mua ngay, hai là thêm vào trong cái giỏ hàng. Rồi tiếp, sao cái này dính công nợ, công nợ của ông này là 0 đồng nha. Đây là cái thể hiện của người khách, ông này ông đang không có mắc nợ gì hết. Chọn phương thức thanh toán nè. Phải có thông tin giao hàng của khách cái đã. Rồi số điện thoại này. Email. Không cần thiết ha. Chọn quận huyện vô. Ok. Update thì nó lên ha. Rồi 30.000 ha.
Để chị kiểm tra lại. Tại sao mở rồi mà ở đây nó chưa có lên? Để chọn cái thanh toán hay nhận hàng trước đi. Để chị kiểm tra lại sau. Mình có mã đơn hàng nha. Rồi bây giờ tìm ra nguyên nhân này, tại sao lại mở cái đơn hàng công nợ cho người ta thanh toán công nợ tất cả khách hàng rồi. Đây nha, lưu ý áp dụng cho mua sản phẩm. Lúc nãy mình cũng mua sản phẩm. Rồi, có nhiều khi là các bạn phải tìm ra nguyên nhân là thật sự nó đang phải là lỗi hay không, hay là nó còn có vấn đề nào khác. Được chưa? Để chị thử qua một cái tài khoản khác thôi, xem nó như thế nào. Hoặc là công nợ trên bot. Đơn hàng. Bán hàng tại quầy ha. Rồi, phương thức thanh toán này. Phương thức thanh toán xem tất cả này. Bot tiền mặt, ưu tiên. Giờ khách hàng thêm khách hàng vào. Rồi, thì cái người này người ta trả không đồng. Ở bên bot nó là vậy các bạn. Bỏ vô không đồng thì nó mang cái ý nghĩa là nợ. Đó, khách hàng thanh toán ít hơn số tiền có giá trị của đơn hàng. Đơn hàng này sẽ được đánh dấu là chưa thanh toán sau khi tạo áp dụng. Ha, đơn hàng này đã thành công. Ha, bên cái phần cái anh POS này nó không có cái nút mà gọi là công nợ hay gì đâu. Chỉ có ba loại này thôi. Đó, thì mình mặc định là khi mà mình điền số tiền vô nó không đủ cái số tiền của sản phẩm á, thì nó sẽ hiểu đó là nợ, khách hàng nợ. Bây giờ người ta quay lại mua tại quầy ha, thì người ta nhiều khi người ta bỏ quên bóp hay gì đó, cái khách này là một khách quen của cửa hàng rồi, thì giờ người ta quay lại người ta trả tiền, thì bây giờ cái bạn mà đi thanh toán đơn hàng cho khách này, bạn sẽ vô cái khách hàng lúc nãy, cái khách hàng lúc nãy là chị bỏ tên ai ta, chị quên mất tiêu. Chị coi đơn hàng đi. Rồi, ông này, khách hàng này nè. Đó. Nó thầy Trinh gì đó. Rồi. Rồi. Rồi các bạn. Đây, ông có công nợ này. 399 này, cái đơn hàng lúc nãy nè. Giờ mình xác nhận mình thanh toán cho họ này. Rồi, ok, số tiền đủ ha. Rồi, đã trả. Rồi, thêm. Xong. Công nợ còn xuống 0 đồng. Ha. Xuống đây. Đó, thanh toán này các bạn ha. Đây. Rồi, cái đơn hàng của ổng đã được xóa. Cái đơn hàng này, khách hàng thông tin này, trừ 399 này. Rồi, lịch sử thanh toán này nó có hẳn hoi này. Đã nhận khoản thanh toán này vào cái khoảng vào cái lúc thời gian nào. Nó trích xuất ra rõ cho các bạn thấy luôn. Được không? Giờ chị kiểm tra lại trên cái web này. Tại sao công nợ nó không được mở ha? Vấn đề nằm ở đây. Khách hàng này chưa có đăng nhập. Rồi. Rồi, đăng nhập vào rồi. Vô, mua áo. Tại vì khách phản lai thì làm sao mà mở công nợ được. Rồi.
Và các bạn này không có mở mua hàng mua ngay luôn này. Đó, trong giỏ hàng. Nó mở mua ngay lên ha. Tiếp tục. Sửa lại cái địa chỉ giao hàng. Rồi ok. Rồi 22.000 ha. Đang chọn giao hàng tiết kiệm luôn. Cái ắc này nó không có mở cái tự vận chuyển ta. Đây, tắt đi. Ok. Ở các bạn demo ha, các bạn lưu ý là đừng có chọn những cái đơn vị vận chuyển đó nha. Đó, là nó qua nó lấy hàng thiệt của mình luôn á. Sorry mọi người nha, chị lắc. Rồi làm lại làm lại. Shop tự vận chuyển ha, 30.000 ha, tại mình tắt hai phương thức kia rồi. Thì giờ nó nhảy qua này. Ừ hồi nãy nó ở yên đó luôn mà chị không thấy chứ. Rồi. Đây. Vậy là mình có được cái nút công nợ ở đây rồi nha các bạn ha. Rồi một chốt ra một cái lưu ý là khi khách hàng phản lại thì không được phép công nợ ha, phải có thông tin khách hàng đàng hoàng đầy đủ vô thì mới xuất hiện ra cái nút công nợ này nha. Với điều kiện là mình phải có cài đặt setup bên trong cái cửa hàng của mình á, chỗ giao hàng và thanh toán á, là mở cái nút công nợ này lên nha. Đồng ý. Rồi ok, hoàn thành. À, xong. Tương tự như vậy, bạn chạy vào trong cái đơn hàng của bạn á. Rồi bạn sẽ thấy được cái đơn hàng mới vừa rồi, nó mới vừa ăn vô. Rồi. Rồi vậy thì bây giờ đọc đọc thông tin coi đúng không khách sỉ của mình không? Ông đặt nhiều nhiêu đó, nhiêu nhiêu đó. Được chưa? Bạn xác nhận đơn hàng, cho giao. Đó, thì cái phần này là cái phần thông tin sản phẩm bạn chọn. Mình chọn địa điểm thôi, cái lô thôi, nhưng mà cái anh này không có lô thì không cần thiết đó. Hoặc là tự giao hàng này, hoặc là bạn chọn những cái đơn vị khác cho COD phí vận chuyển khác này, thì mình có thể bắt cấp mình bổ sung thêm. Tại nhiều khi là trong cái tình huống gọi là nhân sự của mình không có đưa hàng được cho khách á, thì thôi mình book đơn vị thứ ba đi, mình tự mình lên app của mình á, mình đặt xong rồi mình nót ghi chú vào đây. À, rồi anh này đã giao hàng luôn ha. Rồi vậy thì bây giờ anh này vẫn còn đang nợ nha các bạn nha. À, anh này vẫn đang nợ nha, thanh toán tạm tính, xác nhận thanh toán này kia nè, tiền phải thanh toán này, rất nghĩa là khách hàng này chưa có trả tiền cho ta. Rồi bây giờ khách hàng trả tiền này, mình đi vào mình xác nhận thanh toán ở đây, tương tự nha, hồi nãy cũng y chang vậy đó. Rồi hoặc là bây giờ khách không có trả hết số tiền này, khách trả mới 400 nha, còn thiếu đó. Rồi thêm em sẽ thấy ra cái lịch sử của nó. Đó, nhận khoản thanh toán là 400 vào cái thời gian này, còn tiền phải thanh toán còn lại là 220.000 đồng. Được chưa? Ha, thì bây giờ tương tự cho một khách sỉ gì đó. Bây giờ ảnh thanh toán theo từng đợt, thì ở đây bạn cũng sẽ làm những cái từng đợt thanh toán như vậy. Đó, thì mình sẽ còn biết lại được là số tiền họ còn nợ mình là bao nhiêu. Nha, này biết được. Nhắc nợ hả? Ha. Nhắc nhở chưa em? Chưa. Ờ, hy vọng là trong tương lai sẽ có. Khách hàng thanh toán lố số tiền này. Không, họ chuyển khoản cho mình. Khách hàng thanh toán 700 luôn. Là mình điền vô 700 luôn. Chị thử cho em coi nha. Đây, ý của bạn rất là hay các bạn. Giờ 220 mà bây giờ khách hàng đưa 300. Coi coi nó nói gì ha. Thì ngoài thực tế là khách chuyển khoản, đúng không? Khách chuyển khoản xong cái kiểu thì mình lên đây để mình làm cái ghi chú thôi. Thì hy vọng là trong tương lai là hệ thống sẽ có cái câu chuyện này nhắc nhắc lịch đến hạn thanh toán rồi đó. Ha. Thì yên tâm với các bạn ha, tại trong này là có cảnh báo hết đét nè, cảnh báo tồn kho nè, nhớ không? Hôm qua chị Ly đã nói rồi đó. Thì những cái cảnh báo như vậy á, chẳng lẽ cái việc cảnh báo nhắc nợ này lại không có, trong tương lai sẽ có. Yên tâm nha. Mỗi quý là bên mình sẽ update một lần. Cứ 3 tháng là vô một 3 tháng là vô một quý là có những cái tính năng mới up vô là buộc các em phải học thêm nè. Học những cái tính năng mới đó để nói lại với khách hàng nè. Và team chị cũng là người sẽ training cho khách hàng những tính năng mới luôn.
update tính năng mới rồi cải tiến những tính năng cũ ha, nhớ nha. Rồi tiếp, bây giờ mình đi đến cái phần cuối cùng, đó là chết còn nữa mọi người ơi, Shopee, Lazada, TikTok, Momo nè, sàn thương mại điện tử. Xin lỗi mọi người chỉ miss cái phần đó ha. Shopee này đơn giản lắm này, ở đây có tài khoản chưa chị kiểm tra coi. Rồi ở đây chưa có tài khoản, để chị về chị lấy cái account bên kia cho nó có tài khoản cái nha. À, hiện tại đang phải chạy qua chạy lại giữa hai account á, tại vì account của team chị thì nó không có những cái khoản đó, còn account của người ta thì có những khoản đó nên đang phải chạy qua chạy lại. Rồi cửa hàng rồi thông tin tài khoản nè xem. Rồi từ từ ha, nó đang vô nha, connected nè, từ từ. Rồi thì bây giờ ha, khách người ta có sàn thương mại điện tử, người ta có lên trên Shopee chẳng hạn. Rồi bây giờ cái câu chuyện mà em đăng tải sản phẩm cho người ta, rồi bắt đầu chị nói nha, Shopee, TikTok là hai cái anh mà đăng sản phẩm hai chiều, có nghĩa là từ bên chiều mình đẩy lên bên cái center bên kia, hoặc là cái chiều đi về chiều xuống là từ bên kia họ đăng sản phẩm trước từ bên cái center ở bên đó à, và bắt đầu kéo về đồng bộ này, bấm cái nút đồng bộ đây, đồng bộ sản phẩm này à, đồng bộ về đơn hàng này, bấm vô để cho nó tải về nha. Đây là chiều đi xuống, được chưa, chiều đi xuống đó nha. Rồi đơn hàng này em bấm đồng bộ, được chưa đó à, nè, 1 giờ trước, lần cuối cùng đồng bộ 1 giờ trước à, thì cái đơn hàng này á nó sẽ trong cái khoảng thời gian là lâu nhất thể là 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà thường là chị thấy nó cũng rất là nhanh, đồng bộ cũng rất là nhanh, không có vấn đề gì đâu nghe. Bấm để cho nó đồng bộ hoặc là nó tải sản phẩm từ trên kia nó kéo về xuống. Rồi cái cách để đẩy sản phẩm từ đây mà đưa lên qua bên cái center bên kia này, em thấy không, kênh bán hàng khi nó nhấn những cái logo này vô như thế này thì tức có nghĩa là nó ăn rồi à, nó ăn cái sản phẩm từ bên mình á qua bên cái center bên kia, ví dụ Lazada center chẳng hạn à, hoặc là Shopee, Shopee kênh người bán chẳng hạn đấy. Thì bây giờ ha, cái cách để chúng ta liên kết nó vô này, chỉ cần kích vào cái logo đó thôi. Hôm qua chị Ly có nói phần này cho em rồi, ok để chị nói nghe. Rồi bánh sinh nhật nè, phân lô sử dụng tên sản phẩm này ha, ai mô tả sản phẩm này ha đó. Rồi tiếp giá niêm yết ở bên đây em có quyền em tăng lên, tại trên sàn là người ta lấy phí em cao hơn xíu ha, em có quyền em tăng lên, em tăng lên 480 chẳng hạn đó. Rồi kho SKU, nếu em cho một dãy số ở đây thì nó sẽ hiểu cho em, còn thôi em để không một hồi nữa nó cho ra em một cái mã SKU. Số lượng ở đây là nó lóc lại, vì sao, nó đồng bộ kho hàng nha. Câu chuyện ở đây á, nó sẽ đồng bộ kho hàng với lại cái kho thực tế của em á, là em đang bán trên website nè, trên app nè, trên ở đâu đó, đa kênh mà social rồi post này kia này, thì á, em có duy nhất một cái kho thôi, nó sẽ hiểu đúng một cái kho đó đồng bộ cho em nha, đồng bộ cho em lên cả trên những cái sàn thương mại điện tử luôn. Thì câu chuyện đồng bộ kho bán hàng ở đây là gì, ví dụ chị lên trên shop Shopee của em, chị mua 10 cái áo thun nha, tổng sản phẩm em có là 100 cái áo thun, chị mua 10 cái thì nó sẽ rớt xuống số lượng là 90 cái, và nó đọc lập tức nó đồng bộ hết tất cả những cái kênh còn lại cho em là số lượng đang có 90 cái. Đó là câu chuyện đồng bộ ha, nếu em không sử dụng hệ thống của mình em không có câu chuyện đồng bộ ở đâu nha. Bên kênh Shopee tự nhiên rớt xuống còn 90 cái, nhưng mà những cái kênh khác của em vẫn còn 100 cái, như vậy là em bị lệch số. À, sau này khi mà khách mua rồi bắt đầu em kiểm tra kho lại em mới thấy được là à, nó hết trơn hàng rồi ha, mình vẫn tư vấn, mình vẫn bán cho khách là sai rồi. Rồi danh mục nè, thương hiệu à, ở đây Noven sổ nó ra. À, nếu em đã có đăng ký thương hiệu với Shopee rồi thì ở đây em chỉ tìm thôi, còn nếu em chưa đăng ký em phải qua bên kênh người bán của Shopee à, nó cũng có giao diện giống như nè, nhưng mà khi em sổ ở đây nè nó sẽ có một cái gì đó, cái thông tin để cho họ đăng ký, để chị qua Shopee cho mọi người coi luôn ha. Đấy.
Trời, mạng trong này yếu quá. Thôi mọi người tự hình dung giúp chị nha. Đó, giao diện nó cũng giống như bên mình thôi, nhưng mà ở phía dưới đó, nó sẽ có thêm cái mục là bạn cũng muốn đăng ký thương hiệu hay gì không đó. Chị nhớ mày mãi là có dòng chữ đỏ, nó sẽ sổ xuống phía dưới này. Thì nếu khách nào mà muốn gọi là em kêu em làm sao để đăng ký thương hiệu bên Shopee này em, thì em cũng biết cách để mà em chỉ họ nha. Có một dòng đây click vào thôi, dễ lắm. Quay hoài tôi không hiểu luôn á. Rồi, giờ mình đi tiếp nè, điền hết mấy cái này. Chỉ có mỗi thương hiệu là nó đánh dấu sao cho em thôi. Còn những cái anh khác ở đây nè, nó không có đánh dấu sao gì hết. Em có quyền em không điền, nhưng mà tốt nhất là nên điền ha. Rồi, em bỏ trọng lượng vô. Rồi, đó, cũng giống như mình tạo ra sản phẩm ở bên bên kia thôi ha. Đó, và tích vào cái vận chuyển. Rồi, rồi em không có giao hỏa tốc kịp thì em bỏ ra nha. Nếu em bấm vô hỏa tốc này thì cho phép khách đó người ta chọn cái hỏa tốc để mà nhận hàng nhanh ngay lập tức đó. Rồi, và sau đó là em lưu lại thôi. Cái này á em phải tối thiểu 100 ký tự thì nó mới chịu nghe nha. Em cập nhật. Rồi. Đó, thì khi em thành công thì logo trên này nó sẽ xuất hiện cho em nha, logo nó sẽ xuất hiện cho em ha. Tương tự anh TikTok cũng như vậy, anh cũng đẩy lên hai chiều luôn. Đẩy lên và kéo về hai chiều, lên xuống nhớ nha. Riêng mỗi anh Lazada, tại sao em thấy trong đây không có Lazada đấy, Lazada chỉ có một chiều kéo xuống thôi ha. Muốn đồng bộ thì phải vô trong kênh Lazada, xong rồi bấm cái nút là đồng bộ đó, sản phẩm Lazada này, bấm đồng bộ một cái để nó kéo về trong hệ thống của mình thôi nha. Nó không có chỗ nào để mà đưa đưa sản phẩm của mình lên bên kia hết. Ok ha, tương tự TikTok này kia nó cũng giống vậy thôi ha. Mấy kênh này thì đơn giản rồi. Rồi, bây giờ mình đi qua đến cái phần cuối cùng, đó chính là phân tích báo cáo doanh thu. Rồi, mình phải đọc và hiểu hết những cái từ ngữ trong đây nó mang cái ý nghĩa gì. Chị ví dụ chị đứng ngay cái cột là hôm nay. Đây là hiện tại là đang phân tích báo cáo đơn hàng thôi nha. Còn cái phân tích báo cáo đặt chỗ nữa, nó hai tab lận. Lưu ý ha. Rồi đơn hàng nè, đứng tất cả. Rồi, em lọc theo chi nhánh được, theo từng chi nhánh đó, để biết được là cái chi nhánh nào đang hiệu quả, chi nhánh nào đang không hiệu quả. Em lọc theo nền tảng là gì? Những cái kênh bán hàng của em lọc theo nhân viên để biết được là bạn nào đang bán tốt, bạn nào đang bán tệ. Cộng tác viên cũng tương tự như vậy nha. Đó, chọn cộng tác viên vô đó, đây đây, chọn vô phương thức thanh toán ha. Mình lọc theo cái những cái phương thức thanh toán để xem là họ đang chuộng cái phương thức thanh toán nào nhất chẳng hạn, là vậy. Rồi, tab Shopee, TikTok, Lazada, được chưa? Xem đơn trả hàng nè, coi nè, ngày hôm nay mà có nhiều đơn trả hàng quá là phải coi lại. Rồi, quay trở về Go Sale. Chị đang đứng tất cả nhà là nó gom hết luôn á, đơn hàng tổng tiền đã hủy, tổng tiền đơn đã hủy là đơn trả hàng nè. Được chưa? Đơn trả hàng nằm trong đâu? Đơn hàng. Đó, đơn trả hàng trong đây nè. Được chưa? Giờ chị cô Kiều Ly đã hoàn tất rồi. Đó. Ví dụ như chị Kiều Ly mà hủy hàng hay gì á, yêu cầu trả hàng đó, thì đơn trả hàng nó về đây nè. Tạo báo giá nè, đơn giản. Đó, tạo ra những cái báo giá xong rồi xuất ra file được luôn ha. Chọn sản phẩm vô, sản phẩm giống vô xong rồi xuất báo giá chị vậy thôi, xuất báo giá nè, nó tải về cho em nè, xong rồi em mở cái file đó lên cho khách rồi, chỉ người ta tải báo giá nè, tải về thôi. Rồi quay lại. Tiếp, tiền trả hàng, tiền hoàn đã xác nhận nha, nó sẽ đưa vào trong này hết, thấy không? Chiến dịch khuyến mãi đấy này, tài liệu để nói về mấy cái mục này. À, từ cái gì đó hả? Ừ, thì bên mình không có cái guideline đó em. Em coi em chỉ mũi cái dấu chấm than trong này nè. Đây, nhưng mà để chị phân tích cho. Tiền trả hàng. Tiền hoàn đã xác nhận. Nó đơn giản mà. Đây, cái tiền mà khách trả hàng về nè. Đó, chị nó thống kê vậy thôi, tiền vốn giá trị trung bình đơn hàng là lấy nó chia đều. Tổng cái này nó nói nè,
à, tổng tiền này chia cho đơn hàng này, ra giá trị trung bình mỗi đơn hàng này. Thì nhìn vào giá trị đơn trung bình mỗi đơn hàng như vậy á, khách sẽ biết được là cần phải upsell thêm, cross sell thêm. Đó, khách mua ít tầng y. Nhớ không? Mình có à chưa? Bạn chưa học tới cái marketing ha. Trong marketing nó sẽ có cái phần mua ít tầng y, kiểu combo này, cái thứ mua cái này, uống cái kia, mua thêm hai ba cái món gì đó rồi up lên ha, thì tăng lên cái giá trị trung bình trong mỗi đơn hàng như thế này. Rồi, tiền vốn này, chiến dịch khuyến mãi này. Đó, đây là những cái người người ta sử dụng mấy cái voucher. À, ví dụ người ta giảm được 10% à, một ví dụ 1 triệu hay sao đó, thì nó sẽ thống kê cái số tiền mà người ta đang sử dụng, người ta đã sử dụng. Thì chị lấy ví dụ như là cái chiến dịch đó diễn ra trong tháng này đi, tháng này rồi, từ từ ha, từ từ nó lên. À, tháng này không ai luôn á, cái gì vậy? Thở từ rồi đó, để cho các bạn ấy ha, dữ liệu mình là năm trước luôn ha. Đó, số tiền nó ra đây được chưa? Hoặc là người ta coi theo mốc thời gian. Chị lấy ví dụ như là chiến dịch của chị á, sẽ chạy từ từ ngày 1 tháng 1 cho đến nguyên một tháng luôn, 31 tháng 1 luôn. Đó, chị áp dụng vô để chị xem thử là cái chiến dịch đó nó có diễn ra hiệu quả hay không. Ha, mã khuyến mãi này, rồi giảm giá trực tiếp này, đó bắt đầu nó chia ra này. À, chiến dịch khuyến mãi là khác nha, nó sẽ gồm gì? Flash sale, giảm giá chiến dịch, giảm giá thành viên, mua ít được y giá sỉ này, không phải không? Đó, còn này là chia nữa này, mã khuyến mãi là cái có code nha, giảm giá trực tiếp là những cái đơn hàng đạt yêu cầu để nó quốc dụng điểm quy đổi. À, coi người ta có quy đổi điểm nhiều không nè, phí giao hàng, giảm giá vận chuyển, giảm phí vận chuyển. Tại sao lại có giảm phí vận chuyển ở đây? Bởi vì không phải em free ship 100% hoàn toàn ha, mà em siết lại được nha. Ví dụ em muốn free ship cho người ta 20.000 thôi, mà cái đơn đó tiền ship là 35.000, thì người ta buộc lòng phải trả cái số tiền còn lại là 15.000 ha. Chiều nay các em học cái lớp cái đó nghe. Còn chi phí này là mấy cái chi phí gì? Đây là những cái chi phí mà phí thêm lúc nãy á, chị có mở ra phần sửa đơn hàng em nhớ không, cái chị cộng thêm cái phí gói quà đó, nó trong này á, nó ghi là chi phí, nhưng mà các em hãy hiểu đó là những cái khoản phụ phí giùm chị nha. Khoản phụ phí giống như là kiểu ở giờ khách mua xong rồi, khách muốn liên hệ với em, khách chatbox với em, khách nói là gói quà cho tôi đi, hoặc là ghi chú trong đơn hàng là gói quà giùm nha, rồi em cộng thêm một cái phí 20.000 đồng chẳng hạn. Thì vô đây nó là cột phân tích chi phí, những cái phụ phí ha. Ví dụ như là phí phí lễ Tết chẳng hạn, đó phí lễ Tết hay kiểu tăng ca nhân viên làm tới 12 giờ kiểu vậy, bán hàng qua đêm rồi cho theo vô cái mức phí này. Thuế rồi, tiền đã thu, tiền chưa thu. À, tiền chưa thu này là cái gì? Những cái đơn mà đang chờ xác nhận nha, em chưa xác nhận nó là đơn treo, đơn treo như vậy á, nó nằm trong mục tiền chưa thu ấy. Rồi, doanh thu, lợi nhuận ròng nè, lợi nhuận sau thuế này. Đây, anh này mới là cái tiền thực tế mà chui vào trong cái ví của khách hàng đó, chứ không phải cái anh này đâu, anh này chưa đâu nha. Đó, anh này chỉ mới trừ vậy thôi, còn anh này còn phải trừ ra cái thuế nữa các bạn ha. Lợi nhuận ròng, cái này được gọi là lợi nhuận gộp nè, nhưng mà anh này mới là ròng nè, ròng thì mới là thật sự cái chui vào ví của khách hàng. Rồi, em xem được biểu đồ tuần, biểu đồ tháng ha. Qua bên đây em thấy đơn hàng phân bổ theo khung giờ trong tuần, em coi theo cái màu sắc của nó này. À, nó tăng dần lên, đậm dần lên. Thì bây giờ một người khách hàng á, mà người ta nhìn vô đây là người ta sẽ biết được là à, cửa hàng mình đang bán tốt ở những khung giờ nào. À, 20 giờ cũng có người để mua này, đây 18 giờ, 12 giờ đó, đó đó đó. Thì vào giai đoạn những cái khung giờ này thì đơn hàng nó như thế nào, em chỉ vô em sẽ thấy được là thứ ba giờ, từ 19 tới 20 giờ tổng đơn hàng là mình có 10 đơn. À, đây tổng đơn hàng 7 đơn ha. Mình nhìn vào cái mức độ đậm nhạt để mình biết được cái số lượng, à số lượng đơn hàng trong cái khung giờ đó nó tốt hay là nó tệ ha. Thấy không, đậm nè, đậm nè, đậm 15 đơn này, nhưng mà nhạt này 7 đơn này, 7 đơn này, 9 đơn này, ok ha. Đó, có những cái đơn hàng này nè mờ lắm không thấy luôn á. Đó, đây hai đơn này đó, hai đơn, hai đơn, hai đơn, hai đơn đó. Ồ, không đơn này, ok ha. Rồi tiếp em đi cái biểu đồ doanh thu này khách sẽ rất là thích, bởi vì khi mà em mở ra doanh thu theo cộng tác viên như thế này, em sẽ thấy được là những người bán hàng cho em á, họ có làm tốt hay không ha. Đó, ai đang làm tốt này,
phần trăm bao nhiêu này, và qua đến cái phần là phân bổ vị trí giao hàng ở đây. Khi em nhìn vào cái biểu đồ này, em thấy Hồ Chí Minh đang đứng top, được chưa? Ví dụ chị không chọn là thời gian theo một năm đi, chị chọn thời gian theo hàng tháng đi, và chị thấy được là top là Hồ Chí Minh rồi. Và hiện tại chị cũng đang có một cái chi nhánh ngay tại Hồ Chí Minh. Nhưng mà ví dụ cái anh Bến Tre này, tháng nào ảnh cũng được đứng vị trí thứ hai hết, thì liệu em có nên mở thêm một cái chi nhánh là cửa hàng, một cái POS ngay tại vị trí đó hay không nha. Chúng ta xem cái bản đồ này để mà đưa ra cái quyết định đó ha. À, rồi top sản phẩm bán chạy nhất, được chưa? Sản phẩm bán chạy nè, kéo xuống sản phẩm bán tệ nè, ok không? Đấy, bán chạy và bán tệ đó. Rồi số lượng bán thể hiện đây nghe. Rồi doanh thu phân bổ theo nhân viên nè. Rồi mình xem ra được các bạn nhân viên nào là người mà đang bán tốt nhất ha. Đó nó sẽ xếp hạng đây các bạn ha. Rồi đi tới cái phần nhân viên này, chị quẹo vô cái khu vực là phân quyền cho nhân viên cho các bạn luôn nha. Anh đặt chỗ này á thì là anh đang sắp được build lại các bạn, nó sẽ chi tiết và nó nhiều hơn, cho nên là mọi người nhìn sơ qua giúp chị thôi, nó không được chi tiết bằng cái đơn hàng đó. Tuy nhiên là sắp tới nó cũng sẽ sửa chữa ha. Bây giờ mình quẹo vô cái phần phân quyền cho nhân viên, tại vì một người chủ shop người ta mua về người ta không ôm hết tất cả các hệ thống này các bạn, người ta phân họ muốn cho những cái bạn nhân viên làm đúng vị trí nào sẽ vô vị trí đó. Như hồi nãy chị có nói là ví dụ chị là nhân viên chăm sóc khách hàng đi ha, chị chỉ được phép là phân quyền cho anh khách hàng này thôi ha, dối cột khách hàng này thôi ha. Hoặc là chị là người mà ôm những cái pay đi, chat trên pay chốt đơn cái kiểu đi, thì chị chỉ được quyền là cho vô cái mục go chat thôi ha. Thì bây giờ là các bạn phải nắm rõ được cái câu chuyện phân quyền cho nhân viên nó như thế nào. Vô phần cài đặt, tiếp đến bạn vô quản lý nhân viên, được chưa? Rồi bây giờ bạn làm cái gì? Bạn thêm nhân viên rồi ha. Khi mà những cái nhóm này nè, mới đầu á là nó sẽ chưa có gì hết, còn á nếu mà bạn tạo ra thì nó sẽ xuất hiện ở đây. Rồi nếu bây giờ mà trong trường hợp là chưa có gì hết, bạn phải đi phân quyền, bạn phải tạo ra cái nhóm quyền đó, được không ạ? Để chị lấy một cái thôi làm này trước đi ha. Nhân viên Facebook. Rồi mới mô tả gì mô tả này. Rồi em thấy câu chat không? Rồi em vô Facebook nha. Em sổ ra nè. Được chưa? Em muốn cho họ có hết tất cả những cái quyền này. Được chưa? Thì em cho họ vô đây. Rồi coi kỹ nha, coi cái nào không cần thiết cho thì cái này là từ phía khách hàng của em yêu cầu em làm cho họ. Xem chi tiết chiến dịch tự động, xem danh sách xóa chiến dịch, không cho họ xóa, họ không có quyền. Ví dụ là vậy ha, cái việc mà chiến dịch này kia các kiểu á thì là cho cái bạn marketing bạn làm, chẳng hạn xóa tin nhắn broadcast này không cho, cái gì xóa là không cho ha, để lại hết ha. Ví dụ là vậy đó, thì á em lưu lại. Thế là em đã có một nhóm quyền là nhân viên Facebook, tương tự như những cái nhóm quyền khác em tự em làm ha. Và trên đây á, trên đây em xem nè, em nói cho khách kỹ như xíu nè, mấy cái chỗ này nè, giống như là sổ quỹ nè, không cho người ta vô. Nhớ nha, nhiều khi là họ chủ quan á, họ sẽ bấm hết toàn quyền, bấm vào đây toàn quyền một cái là cái người đó là được vô coi hết luôn, y như là một người chủ shop luôn á nha. Kỹ xíu. Đây nè, sổ quỹ này kia kiểu này, phân tích doanh thu nữa ha. Giờ toàn quyền nè, toàn quyền cũng được, nhưng mà bây giờ mình né ra cái phân tích doanh thu, cái sổ quỹ này kia thiếu cái kiểu để dòng tiền chi ra chi vô đó trong cửa hàng của mình không được nè. Sổ quỹ nó nằm trong đây nè, đây sổ quỹ nè, để cho họ không có coi được cái dòng tiền chi ra chi vô của mình đây nè, không đó, xuất danh sách này ra được, tạo hóa đơn được nha. Tạo hóa đơn ví dụ khách hàng nào gửi nè, hoặc là nhà cung cấp nào đó. Rồi mình cần phải thu hồi nợ từ khách hàng đó rồi ha, hoặc là mình thanh toán cho những cái đơn hàng đó. Mình điền số tiền vô đây, mình nhập vô đây đó, nó sổ quỹ nó giống như là một cái nơi lưu trữ những cái khoản chi, những cái khoản thu đó, nó quan trọng nha các bạn nha, không được cho vào trong sổ quỹ phân tích khách hàng được. Rồi vậy thì bây giờ mình kết nối cái nhân viên này bằng cách nào?
bắt đầu mình đã có nhóm quyền nhân viên đó rồi, thì mình đi vào trong quản lý nhân viên, bắt đầu mình thêm nhân viên nè các em. Rồi, tên nhân viên Facebook ha. Rồi, bây giờ email là email gì? Email của cái nhân viên đó. Nè, chị nháp cho các em một cái giúp mail ha. Alo giờ rồi mọi người, cho chị thêm 2 phút nữa thôi ha. Rồi, tạo ra. Xong cái phần này là xong rồi. Lấy giùm chị cái giúp mail này. Rồi, giờ quay lại nè. Bỏ vô đây. Nha, bắt đầu chọn nhân viên Facebook. Rồi, chọn chi nhánh. Nó được cả hai luôn. Rồi, luôn. Ok ha. Thì lập tức cái bạn nhân viên đó, bạn sẽ thấy được một cái email gửi về. Nó được thêm làm nhân sự này. Rồi, nó đưa cho mình một cái ID, cái password ạ. Rồi bây giờ nha, bắt đầu em quay lại. Đây, bây giờ chị đóng vai là cái người nhân viên đó nha. Chị sẽ chọn bên tab nhân viên ha. Chị sẽ bắt cái ID đó vào. Đây, chị bắt cái mật khẩu này vô. Thì khi mà họ đăng nhập vô được rồi, họ có quyền họ đổi làm khẩu thôi. Thôi. Rồi. À, em thấy này ha. Được cho vô coi Facebook này ạ. Nha, những cái kia không thấy, không thấy nha. Rồi, cái này không quan trọng. Rồi, vô Facebook thôi. Ok không? Nha các bạn nha. Rồi, mọi người có cái câu hỏi nào không? Mọi người hỏi đi. Ừ, ok. Mãn nguyện rồi, mãn nguyện rồi đúng không? Rồi, Kim Chi ơi, em theo kịp, em kêu theo kịp không Chi? Có. Cố gắng nha. Nếu mà không kịp chỗ nào á, em lấy lại cái record để em xem lại cũng được, không sao hết. Nha. Rồi rồi, chị cảm ơn các bạn ha. Chiều nay là các bạn sẽ làm việc với anh Minh. Nha, anh Minh sẽ làm cho các bạn thêm cái bài chiều nay nữa. Cố gắng đi hết tuần nha mọi người ha. Thì cái hệ thống của mình á, nó chỉ là nhiều thôi, chứ việc là thao tác nó đơn giản lắm. Em về em test, em khám phá, em cứ test đi test lại là nó sẽ nhớ bài à. À, nhớ nghe. Rồi, cảm ơn mọi người đã tham gia buổi training cùng với chị ngày hôm nay ha. Chúc mọi người làm việc thật tốt với Meria Step. Rồi, ok mọi người. Xin chào chị ạ.